Chàng trai mở mắt vàng, phát hiện một luồng khí độc đang lao về phía anh. Anh bỗng chốc hóa thành một ông lão tóc bạc trên 80 tuổi, từ đó trở thành một người thực vật. Vợ anh để cứu anh, đã ký kết hợp đồng hôn nhân. Cô ấy biết rằng anh có thể nghe thấy, và đã chia tay anh lần cuối, rời đi không nỡ nhìn lại. Và rồi, chiếc huy chương trước ngực anh đột nhiên tỏa ánh, như thể lực lượng bí ẩn đang đánh thức anh. Một dòng ký ức trào vào tim, 5 năm trước anh và vợ tổ chức đám cưới. Bỗng nhiên một đám mây đen bao phủ lấy anh, lúc đó anh nhận ra, mình đã bị nguyền rủa bởi ngũ hủy thiên nhân. Chính chiếc huy chương này đã giúp anh chặn đòn chí mạng, và đã kích hoạt cảm giác của Trương Mộc Linh. Ông lão sắp qua đời quyết định, lập tức sai cháu gái đi mời cao nhân cứu mạng. Trong khi đó anh đang bị nhục mạ bởi người hầu, không biết nguy hiểm sắp đến hắn vẫn kiêu ngạo. Hắn bị anh chàng siết cổ và được nâng lên từ mặt đất. Tôi là người thực vật, không phải người chết. Những việc ngươi làm suốt những năm này ta đều biết. Ngươi đi với ta. Vâng. Dùng ta làm thí nghiệm sao? Ta đến đây. Người hầu đẩy chàng trai vào phòng. Mẹ vợ tò mò không biết sao hắn lại run rẩy. Hắn run nói không sao, rồi quay đầu chạy ra ngoài. Em vợ nghĩ hắn thấy ma, tiếp tục đẩy chàng trai đến giữa hội trường. Thiếu gia vỗ một cái, xem anh như chuột bạch, rồi lấy thuốc thử nghiệm. Thiếu gia tiến lên cầm lấy thuốc, giới thiệu thuốc với mọi người. Uống vào không chỉ sống lâu không già, mà còn có thể sống lại từ cái chết. Một khi thuốc này được bán ra thị trường, gia tộc anh ta sẽ đứng trên đỉnh cao. Cô gái nghe thấy liền chạy lên, hỏi thiếu gia về thuốc này. Chưa có trường hợp thành công, sao lại lừa dối cô đã cứu hàng trăm người. Nhưng hắn không quan tâm đến cô, chỉ là cảnh báo người phụ nữ họ có hợp đồng, nếu vi phạm sẽ phải chịu hậu quả. Em rể liền vội vàng tiến lên bẻ miệng anh. Tốt lắm, vậy thì chúng ta cùng chơi thôi. Đây coi như là thuốc độc, cũng không làm hại một chút nào. Cô thấy vậy lao lên cản trở thiếu gia, nói anh ấy là người, không phải đồ thí nghiệm. Ai ngờ em rể nói thẳng với cô, mẹ và em trai sớm đã mua cho anh một hợp đồng bảo hiểm cực lớn. Cô gái liền quay đầu, trách cứ họ dám mưu sát vì tiền, không ngờ bị mẹ tặng ngay một cái tát. Chỉ về phía anh, nói đã nuôi dưỡng anh 5 năm trời, thậm chí nếu thử sai thuốc thì đã sao, thuốc của thiếu gia nhất định phải cho hắn uống. Lúc này Tống tiểu thư bước vào, trực tiếp nói, ông ngoại tính giả ở đây có cao nhân, nên đã đặc biệt phái cô ấy đến mời. Thiếu gia nghe thấy, nóng lòng bước lên trước, lấy ra thuốc do mình nghiên cứu. Tiểu thư cũng muốn lấy xem, nhưng bị hắn giật lại, nói thuốc này chưa được thử nghiệm, để phòng ngừa, định dùng anh để thử thuốc, nhưng bị cô ta phản đối kịch liệt. Tiểu thư cười khinh bỉ, lấy thuốc từ tay thiếu gia, tuyên bố với mọi người, việc được thử thuốc cho ông của mình là vinh dự của anh. Nếu đồng ý gia tộc cô sẽ đạt đỉnh cao, nếu không đồng ý gia tộc cô cũng không cần tồn tại nữa. Điều này khiến cô gái hoảng sợ, nhưng cô vẫn lấy hết can đảm cầu xin cho anh được tha. Không ngờ cô gái lại bảo vợ anh quỳ xuống cầu xin, rồi quỳ xuống trước mặt tiểu thư. Tuy nhiên cô ta đổi ý, hắn sống hay chết, liên quan gì đến tôi, điều quan trọng là, ông tôi phải sống. Kéo cô ta ra cho tôi. Không được. Buông tôi ra, các người làm như vậy, không sợ bị trừng phạt bởi trời cao sao? Loại thuốc mạnh như vậy, ăn không chết mới là lạ. Lão già, có nghe thấy tôi nói không? Lão già. Lão già. Ta có tên. Ta tên là Ninh Trần, dám đánh tao sao? Dừng tay. Mẫu thí nghiệm của ta như thế, ngươi muốn đấm chết ta sao? Thành công rồi, thật sự thành công rồi, trời phù hộ Triệu gia. Thứ giả nua. Bây giờ anh cảm thấy, cơ thể thế nào? Rất tốt, tinh thần sảng khoái, tràn đầy sức mạnh. Thật tốt quá. Bệnh của ông, lần này có thể khỏi rồi. Con gái, giàu to rồi, lần này thì, thực sự giàu to rồi. Vào Triệu gia giá trị 1000 tỷ, lại gắn bó với Tống gia hàng đầu thành phố Giang. Con gái Ninh Trần, đúng là anh sao? Tôi còn tưởng đời này không gặp lại được anh nữa. Vợ yêu, chúc mừng sinh nhật. Ai là vợ cậu? Con gái tôi sao? Bây giờ là vợ của Triệu thiếu. Đúng vậy. Chị đừng quên, chị đã ký hợp đồng, chỉ cần Triệu thiếu cứu được hắn ta, chị phải thực hiện lời hứa. Ha ha, nhìn thấy chưa, thứ giả nua. Ký đi. Gả cho người của Tống gia, người cứu mạng là vinh dự của cô, còn ông già này cứ gửi vào viện dưỡng lão, để chờ chết là được. Ninh Trần, anh ấy không phải là ông già, anh ấy chỉ là mắc phải căn bệnh lão hóa sớm mà thôi. Dám cãi lại tôi, ở Giang Thành, lời của Tống gia
là như lệnh vua, mọi người, tối nay Tống gia của tôi sẽ tổ chức một bữa tiệc. Một là để chúc mừng ông tôi phá vỡ kỷ lục, thứ hai là để quảng bá cho hai người mới. Tiếp theo tôi sẽ mời các gia đình danh tiếng của Giang Thành đến tham dự, còn là cách trả ơn người đã giúp đỡ. Tất nhiên, những người có mặt hôm nay cũng có thể cùng đi, Triệu gia và Sở trong một khoảnh khắc trở thành top của Giang Thành rồi. Tốt quá, nhờ họ mà đến Tống gia mở rộng tầm nhìn, cũng coi như là mở rộng kiến thức. Nghe cô Tống nói gì chưa, thứ giả ngu này, ngươi bị chứng mất trí à? Cái này, nhanh ký cho ta. Ninh Trần, anh bị sao vậy, anh? Làm sao vậy, có phải, có tình trạng xấu không? Nhanh nói đi. Cho phép tôi nói, bắt hắn ta quỳ xuống, tôi sẽ nói, ngươi đang mơ tưởng ban ngày. Cô Tống, cô đừng bị lừa, hắn mới nói là tinh thần sảng khoái, đừng bị hắn ta lừa, quỳ xuống, một gã già, không cần phải quan tâm đâu, quỳ đi, đừng làm tức giận cô Tống. Được, tôi quỳ. Ninh Trần. Anh rể, tôi xin anh hãy nói cho tôi biết, anh cảm thấy không thoải mái ở đâu? Tôi sao, tôi cảm thấy không thoải mái trong lòng, tôi mạo hiểm mạng sống, để thử nghiệm thuốc, nhưng tôi không được tôn trọng, làm sao tôi có thể cảm thấy thoải mái? Chỉ là một viên thuốc đã hết hạn, đáng bàn sự tôn trọng, thôi được rồi, xem như hôm nay anh, dùng ông nội tôi làm thuốc dẫn, vụ này, tôi không tính toán với anh. Mọi người, tôi còn việc quan trọng ở nhà, tối nay, hẹn gặp nhau tại tiệc của chúng ta. Thứ giả nua, ta, làm gì vậy? Sở ra leo lên được cảnh cao, là nhờ Ninh Trần dùng mạng sống. Đúng, tôi tối nay, còn định dùng thứ giả nua này, trước mặt các gia tộc danh giá, làm quảng cáo, nếu hắn ta chết, tôi lấy gì để quảng cáo? Được, tôi sẽ chịu đựng thêm một đêm nữa. Nhưng bắt hắn ta, ký vào thỏa thuận ly hôn cho tôi. Không vội, đợi tôi tối nay, trước mặt các danh nhân, hoàn thành nghi thức bàn giao, hoan hô chú ý của toàn bộ khán giả, và tôi. Hoàn thành nghi thức cầu hôn với Sở Lan. Con gái. Con có nghe thấy không, Triệu Thiếu, đó mới là rồng phượng giữa người, không giống như thứ gia nua không chết này. Tống gia có quyền lực ngập trời, đám cưới của tôi và Triệu Phương, lại làm cho cả thành phố biết đến, kiếp này, có lẽ tôi phải nợ anh rồi, chỉ bằng gia Tống gia, họ cũng muốn chia rẽ chúng ta, chờ xem Tống Vạn Sơn, khi tên nhóc đó đến. Hắn ta sẽ quỳ xuống cầu xin, Ninh Trần, tôi biết trong lòng anh, có oán hận, nhưng anh hứa với tôi. Đừng bao giờ nói bừa, được không, anh mới tỉnh lại, tôi sợ anh sẽ gặp, họa sát thân, chỉ cần họ. Đủ rồi Ninh Trần, tôi biết anh mạnh mẽ, nhưng anh có thể nhìn rõ không, bây giờ, nếu có một cơn gió, hơi mạnh một chút, nó có thể làm. Xin lỗi. Tôi hiểu anh, thật đấy. Nhưng mà, anh có thể không làm thế được không? Anh làm như vậy, tôi cảm thấy khó chịu. Tôi sẽ không nói gì nữa. Nhưng mà, tôi sợ rằng anh sẽ bị xấu hổ. Anh sẽ không chịu nổi. Tôi đẩy anh vào góc kia. Như vậy sẽ không ai. Nhưng anh phải hứa với tôi. Dù gặp bất cứ chuyện gì, anh cũng không được nói. Bất kỳ điều gì, không được mở miệng, được không? Chào mừng các quý khách, các vị quý tộc đến với bữa tiệc đôi mừng của Tống gia. Lễ mừng thứ nhất là để kỷ niệm ông tôi Tống Vạn Sơn tìm được thiên nhân, tuổi thọ có thể kéo dài. Thứ hai là để đền đáp ân nhân của tôi, cụ thể tổ chức tại đây, đám cưới thế kỷ. Chúc mừng, Triệu gia và Sở gia, quả thực như cá gặp nước, bước lên trời, từ nay về sau chúng ta, đều dựa vào ánh sáng của hai người, đâu có, sau này, vẫn phải dựa vào quý vị quý tộc, lẫn nhau hỗ trợ. Tống lão gia của Tống gia, Tống Vạn Sơn đến. Tên nhóc này, có vẻ lớn lên không ít. Xin kính chào Tống lão gia. Người cao nhân ở đâu rồi? Không đúng, ông nội, anh ấy chính là người thiên nhân mà ông đang tìm, con đã xác nhận trước đó, đảm bảo không có vấn đề gì. Chẳng lẽ, lâu quá không gặp người thiên nhân, anh ấy đã thay đổi hoàn toàn? Không đúng, tôi phải xem lại quẻ. Khí chất người thiên nhân, ngay trong căn nhà này, cậu, quả thực là thiên nhân, nếu tôi thừa nhận, bản thân là thiên nhân, vậy Tống gia sau này, phải kính trọng tôi, đúng vậy, lần này, để tăng cường tuổi thọ cho ông. Trời đất, không ngờ Triệu Thiếu,
thực sự là một thiên nhân ẩn thế, điều này đối với chúng ta, quả thực là, như hổ mọc thêm cánh, con gái, người ngồi trên xe lăn đó, thứ giả nua kia, so với Triệu Thiếu, quả thực là, con trùng trong bồn cầu, so với, rồng bay trên bầu trời xanh, mẹ. Viên thuốc này, không chỉ kéo dài tuổi thọ, mà còn giúp ông chỉ hoãn lão hóa, tràn đầy sức sống. Viên thuốc này, có những tác dụng đặc biệt đó sao? Ông nội, viên thuốc này, con đã thử nghiệm trên một người lớn tuổi hôn mê. Trước đây, sau khi anh ta uống, đều có thể tỉnh lại. Chắc chắn không có vấn đề, ông cứ yên tâm mà uống. Tôi tin vào anh thiên nhân. Ông nội, ông cảm thấy thế nào? Thuốc này có vị rất đặc biệt, ngậm vào thấy mát lạnh, rất thoải mái. Ha ha, đó là đương nhiên, đây là thần dược mà. Tống lão gia, sớm thôi ông sẽ đẩy năng lượng, bước đi như bay. Ông nội, ông bị làm sao vậy? Thiên nhân, chuyện gì xảy ra vậy? Mau cứu ông nội tôi với. Này, tôi cũng không rõ nữa. Thuốc này, có tính chất hơi mạnh, có độc. Này mẹ. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi, triển vọng của nhà chúng ta. Trong chốc lát, đã hóa thành hư không, còn triển vọng tốt đẹp. Chưa chắc đã, chúng ta có thể mất mạng. Không thể nào, hắn ta trước đó, sau khi ăn, không sao cả. Hầu hết mọi người ở đây, đều có thể làm chứng. Tống lão gia, ông là người tu đạo. Cơ thể của ông, không thể không bằng, một kẻ phàm nhân chứ. Hắn ta ăn vào thì, chẳng có chuyện gì. Chẳng lẽ, anh ấy đang ở đâu? Ở đây này. Sư phụ cứu con. Sư phụ, cứu con. Ông nội, ông tỉnh dậy đi, thiên nhân, làm ơn giúp cứu ông nội tôi. Thiên nhân, ông nội tôi đang nguy kịch, xin người hãy ra tay cứu giúp. Thiên nhân, không nghe tôi nói chuyện sao? Ninh Trần, anh đừng giận tôi nữa, tôi cho phép anh nói chuyện. Được. Cô Tống, nếu cô mở lời cầu xin, tôi có thể thử. Ninh Trần, anh đang nói gì thế? Đây là tiểu thư của Tống gia, sao anh dám nói như vậy? Cô Tống, xin lỗi, chồng tôi mới tỉnh lại, có thể bị chứng sa sút trí tuệ. Tôi chỉ sợ anh ấy nói lung tung, vì vậy, mới đẩy anh ấy vào góc kia. Kết quả là, ngay khi anh ấy mở miệng, thì bị bệnh. Xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi sẽ đẩy anh ấy đi ngay, chờ một chút. Anh thực sự có thể cứu, nếu cô mở miệng. Xin vợ tôi có thể thử. Ninh Trần, nói điều gì quái gì vậy? Cô Tống là thiên kim tiểu thư, không phải chúng ta những người hạ lưu, dám chọc vào gia sản lớn của Tống gia. Nếu ông nội qua đời, chúng ta bên dưới làm sao điều khiển được? Dù thế nào đi nữa, cũng phải để ông nội sống. Được. Tôi xin anh. Tôi đang nói là xin vợ tôi chỉ nghe lời cô ấy. Cô Sở. Tôi xin cô cứu ông nội tôi. Cô Tống, cô không cần phải làm vậy. Ninh Trần, nếu anh thực sự có cách, thì anh hãy thử xem, xin người ta sao có thể đứng mà xin. Cô nên quỳ xuống, phải thể hiện sự chân thành. Ninh Trần, ngươi điên rồi sao, dám bảo cô Tống quỳ xuống cho ngươi. Cô Tống, cô phải rõ ràng, cái này, hành vi của hắn ta, và nhà chúng tôi, không có mối liên hệ nào. Triệu Phương đã cho Tống Vạn Sơn, uống viên thuốc này, khiến ông ta hiện giờ hôn mê không tỉnh, cả nhà các người đều khó thoát khỏi trách nhiệm. Bây giờ, chỉ có ta mới cứu được ông ta. Sở Hạo, ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta la hét? Nếu ta không cứu, ngươi có sống nổi không? Ngươi tốt nhất ngay lập tức tự tát mình. Ninh Trần, tôi có tội tôi tự tát. Nếu anh có thể cứu, hãy cứu lão già Tống ra đi. Cô Tống là phượng hoàng giữa người, không thể quỳ trước anh được. Còn còn đứng đấy làm gì? Nhanh tát vào mặt đi, để Ninh Trần cứu Tống lão ra. Nhanh lên. Ninh Trần, tôi đã sai, xin lỗi anh, tôi, tự tát mình đây. Sở gia của chúng tôi đang gặp khó khăn, anh vẫn chưa ký vào thỏa thuận ly hôn, anh vẫn là con rể sở gia của chúng tôi. Xin anh, hãy cứu sở gia của chúng tôi, đúng, cứu lão gia của Tống gia. Nếu hôm nay cô Tống không quỳ xuống, và sụp lại thì, Tống Vạn Sơn. Phải chết, Ninh Trần, đủ rồi, anh muốn làm, trời của Giang Thành sụp đổ sao? Trời sụp đổ, tôi Ninh Trần sẽ gánh vác.
Hơn nữa, cô cũng có thể quỳ. Tại sao cô ấy không thể quỳ, dù là vua hay tướng? Cô Tống, nếu cô không quỳ ngay bây giờ, ngay cả Hòa Thọ còn sống, cũng không thể cứu được. Thiên Nhân, xin anh, tôi sẵn lòng dùng 30% tài sản của Tống gia, đến lượt anh ra tay, cứu ông nội tôi, xin anh. Đừng quá đáng, cô Tống cao tại thượng, tôi chỉ là một chút dược liệu, làm sao có thể làm khó cô được. Thiên Nhân, anh nhất định phải làm như vậy sao? Nhịp tim của ông nội cô bây giờ rất nhanh, không qua được vài giây, sẽ co giật toàn thân. Thực sự rất nhanh. Trong một phút, nếu cô không quyết định, tôi muốn cứu, cũng bất lực. Tập đoàn Tống Xuyên quốc tế lớn lao, không có ông nội, sẽ không có người lãnh đạo. Hiện nay bên trong tập đoàn, sự phân hóa nghiêm trọng, đã có người dòm ngó, tôi phải giữ vững, Vạn Sơn Tống gia, nhấn nhỏ, sẽ loạn kế lớn. Cô Sở, tôi khẩn cầu chồng cô, tôi khẩn cầu chồng cô. Cứu lấy ông nội tôi. Tiểu thư Tống gia đã quỳ thật rồi, cô Tống, cô không cần phải làm vậy, Ninh Trần bây giờ vẫn còn kịp, anh nhanh chóng xin lỗi cô Tống. Được rồi, đứng dậy đi. Đẩy tôi đến đó. Tôi đang nói về cô. Đẩy tôi lại gần đó. Thế nào, nhìn bộ dạng, có vẻ như cô rất không phục. Không, xin Thiên Nhân. Nhất định phải cứu ông tôi. Tên nhóc này. Ta thực sự không muốn cứu ngươi. Nhìn ngươi kìa, đã nuôi dạy, những hậu duệ như thế nào. Ông nội, ông thế nào rồi ông nội? Thiên Nhân, ông tôi thế nào rồi? Bây giờ tôi chỉ phong ấn mạch máu của ông ấy, để độc tố không lan rộng. Cô Tống, hãy nhanh chóng đưa ông ấy đến bệnh viện, rửa dạ dày, vẫn còn kịp. Có người không, đưa ông tôi đến bệnh viện. Cứ yên tâm đi, ông ấy không chết được. Đợi tôi tìm được Chuông Trời, tôi sẽ giúp ông ấy kéo dài sự sống. Vợ, đi thôi, đẩy anh trở lại, Chuông Trời. Chẳng lẽ là, anh biết về Chuông Trời sao? Tôi nghe nói ở Cổng Nam, người mở võ quán Đại Bàng ngồi trên núi, vài ngày trước, đã mua một bảo vật. Có vẻ như tên là, cái gì là Chuông Rung Trời, không biết, và cái anh nói, có phải là một thứ không, có phải không, phải đi xem mới biết, cảm ơn, vợ đi thôi. Dừng lại. Tôi có bảo hai người đi không? Hai người các người, luôn miệng nói với tôi, người này là thiên nhân gì đó, có linh đan diệu dược, kết quả thì sao, suýt nữa hại chết, ông nội tôi. Tống gia của tôi, dùng một đội hình lớn như vậy, hai người các người, làm với tôi như thế này, Triệu Thiếu. Anh ta hứa chắc chắn rằng, thuốc này không có vấn đề gì, tôi mới tin lời anh ta. Hơn nữa, con gái tôi, cô ấy thực sự, không ký vào cái này. Về mặt pháp lý, Ninh Trần, vẫn là con rể, của Sở gia, cô không thể, đối xử thô bạo với người nhà, của người từng giúp đỡ cô. Đúng vậy tiểu thư Tống, làm cho cô quỳ xuống, đó là thứ cũ kỹ đó, chúng ta tự rèn luyện mình, đó không cũng vì cô sao. Đúng vậy, hai người. Thật sự là lưỡng lự. Triệu Phương. Còn anh thì sao? Tôi. Alo ba, có tin tức gì chưa? Thế thì tốt, Tống lão gia đã có hy vọng. Cô Tống. Cô thực sự tin, thứ cũ kỹ đó, hắn ta không phải là thiên nhân. Chẳng lẽ anh là? Vậy cô nghĩ đi, một thiên nhân, có thể ngồi xe lăn, tê liệt và hôn mê. Suốt 3 năm đó hả? Điều này, mọi người Sở gia đều có thể làm chứng. Đúng, Sở gia chúng tôi, thực sự đã nuôi hắn ta 3 năm. Nghe thấy chưa, nếu không phải là thuốc của tôi, hắn ta sẽ tỉnh dậy sao? Một vị thiên nhân oai phong, pháp lực vô biên, tại sao không có mặt, cứu ông tôi khỏi bệnh, mà phải đưa vào viện? Rõ ràng hắn ta, là không có sức mạnh đó, muốn tìm cớ để trốn tránh. Anh nói cũng đúng, nếu anh ta là thiên nhân, có phép lực lớn như vậy, tại sao không chữa trị tại chỗ? Chẳng lẽ anh ta là tên giả mạo, cái gọi là thật là giả là gì, đó là giả 100%, là giả ấy. Hắn ta đã làm gì, ông của cô ăn thuốc của tôi, cao lắm thì cũng chỉ là dị ứng thuốc, nhịp tim tăng và co giật, người thường cũng nghĩ được. Còn hắn ta thì, cầm một cái gậy gãy, chọc vào bụng Tống lão gia,
làm Tống lão gia đau tỉnh, sau đó muốn đưa đi bệnh viện. Một vị thiên nhân đáng lẽ, làm sao để đưa người ta đến bệnh viện? Đúng, tôi cảm thấy, những gì Triệu Thiếu nói có lý. Cái ông già kia thường ở nhà, là không thể chống cự, không thể phản bác, ngay cả người hầu, cũng có thể bắt nạt anh ta tùy tiện. Tôi không tin, anh ta là gì, cái gì đó thiên nhân. Nhưng mà, ông tôi ngã trước khi qua đời, đã chỉ định anh ta chữa trị, đó chắc chắn là vì lão gia, bị đau đến mức mê man, mất trí. Đợi tôi, cứu sống lão gia được rồi, mọi chuyện sẽ rõ thật giả. Những gì anh nói là thật. Anh có thể cứu ông nội tôi, tất nhiên, tôi vừa nghĩ đến ông tôi, khi đối mặt với nguy hiểm, ông tôi đã từng tu sửa và quyên góp cho Tử Tinh Các, có tin đồn, bên trong Tử Tinh Các. Có một vị cao nhân, tôi vừa gọi điện cho ba tôi, nhờ ông ấy giúp đỡ, và cô biết không, cô cũng đã thấy, ba tôi đã trả lời tôi, nói rằng, cao nhân có thể ra tay rồi, nếu không cứu được thì sao, muốn giết muốn chém, tùy ông ấy sắp xếp, bây giờ chỉ có, cách chữa chết cho sống, dù sao bây giờ cũng chết. Việc này, ba tôi đã hứa với tôi, nên không có vấn đề gì, được. Tôi tin anh một lần nữa, ngay bây giờ ngay lập tức, dẫn tôi đến gặp, vị cao nhân mà anh nói. Nghe kỹ đây, nếu anh chữa khỏi cho ông nội tôi đảm bảo Triệu gia của anh, sẽ thăng hoa rực rỡ, nhưng nếu anh không chữa được, Triệu gia của anh, sẽ tự đào mộ cho mình. Đi thôi. Thứ giả nua kia, nhớ coi chừng cho ta, đừng để hắn, dẫn theo Sở Lan bỏ trốn, cứ yên tâm đi Triệu thiếu. Ha ha. Ninh Trần, bây giờ em sẽ gọi người, thu dọn đồ đạc cho anh, ngay lập tức đưa anh rời đi. Thực ra, anh không cần phải, vì lấy lại mặt mũi cho em, mà đắc tội với Tống gia. Em thừa nhận, phản ứng linh hoạt của anh, thật sự rất nhanh, nhưng nó không thể giấu mãi được. Vợ, em không tin anh sao? Làm sao em tin anh được? Em chăm sóc anh 3 năm, anh có phải là thiên nhân không? Em đâu biết. Chuyện hôm nay, hoàn toàn là vì, một sự nhầm lẫn, cô Tống. Đã coi anh như thiên nhân, mới để anh sai bảo, em không biết. Lúc đó anh ở hiện trường, áp lực lớn lắm, em sợ anh bị lộ. Vợ em không cần phải lo, anh có thể chữa khỏi cho Tống Vạn Sơn, hắn ta chữa khỏi cái gì chứ? Chúng ta hoàn toàn bị, hắn ta lừa rồi, hắn ta chỉ là con cáo già. Lừa, ta nói có sai không? Nếu ngươi có năng lực đó, tại sao không cứu ngay tại chỗ? Còn phải đánh trống lảng làm gì? Tìm cái chuông đó, chứng tỏ ngươi không có năng lực đó. Sau khi ngươi đi, Triệu Thiếu đã phơi bày lời nói của ngươi, và yêu cầu bọn ta về, để xem ngươi và Sở Lan có chạy trốn không, ngươi đừng mong có thể chạy. Đúng vậy, cậu nặng bao nhiêu ký, tôi còn chưa biết nữa kìa, nếu như cậu là thiên nhân, vậy nhà tôi không phải là một người thành đạo, gà chó lên trời sao, còn phải để con gái tôi, tìm đối tác xứng đáng hơn để cưới Triệu Thiếu. Tôi nói cho mà biết, Triệu Thiếu đã tìm được người giỏi, đang cứu chữa cho Tống Lão Gia. Tống Lão Gia, một khi được chữa khỏi. Cũng chính là ngày, cậu thứ giả nua này phải chết, phải không? Vậy thì tôi lại càng mong chờ, Tống Vạn Sơn tỉnh dậy. Thứ giả nua này, ngươi vẫn cứ cứng đầu nhỉ? Đủ rồi, vì sao vậy? Không vì Trần Ninh dũng cảm, chuyển hóa rủi ro thành an toàn. Chỉ có thể nói là ông già này, hôm nay may mắn, đã để hắn ta lừa được một lần, có thể lừa được cả đời sao? Đúng vậy. Tôi suýt nữa thì quên mất chuyện này. Đây là dự án của Sở Gia, tại Cổng Nam, dự án khu đất Cổng Nam. Cô chỉ lấy được lợi nhuận 20%, đây chính là dự án mà cô đã bỏ biết bao công sức. Mảnh đất Cổng Nam là hợp tác với Thiên Hồng Kiến Nghiệp, không rõ người đứng sau Thiên Hồng Kiến Nghiệp là ai. Sở Hạo, tôi có thể đàm phán được lợi nhuận 20%, đã rất tốt rồi, nếu đổi người khác, chưa chắc đã đạt được 10%. Sở Lan, cô lấy được 20%, còn tự hào nữa chứ, phải không? Mẹ, cái này chúng ta không thể ký, con nghĩ là cô ta chỉ là mỗi ngày luôn nhớ về thứ giả nua này, chẳng bao giờ coi trọng chuyện của Sở Gia, trong mắt cô ta chỉ là làm đầy số lượng mà thôi. Đi nhiều hơn, nói chuyện lại từ đầu, nếu lợi nhuận dưới 50% thì đừng quay về gặp tôi. Mẹ, đó là tượng đá ở núi phía Nam, là người dựa vào thế lực ngầm để lên, những đệ tử của Võ Đường Trấn Thiên tên đến hàng nghìn, ngay cả Tống Gia là người không muốn liên quan. Hợp đồng này nói không ký thì không ký, sự phản bội vợ không sao, anh sẽ đi cùng em. Đúng rồi, nếu ngươi không nhắc, ta còn quên, mẹ, nhà chúng ta, không phải có một thiên nhân sao? Đúng lúc, các người không phải muốn đi tìm, Tọa Sơn Điêu, lấy cái chuông vỡ sao? Cùng đi thôi, nhưng cẩn thận, đừng chết ở đó, Sở Hạo. Ninh Trần, chúng ta đi thôi. Muốn đi, không có cửa, Sở Hạo, em đang làm gì thế? Triệu Thiếu đã sai tôi, bảo phải giữ chặt hắn ta, nếu hắn ta chạy mất. Tôi phải giải thích sao đây? Em,
cứ yên tâm đi, tôi sẽ không đi đâu. Vợ, đi thôi, anh sẽ đi cùng em, gặp Tọa Sơn Điêu. Đi đâu chứ? Nhìn tên này, trông yếu đuối thế kia, còn muốn đối đầu với Tọa Sơn Điêu, anh đứng dậy còn khó khăn, anh không thể đứng dậy, vậy anh sẽ đẩy xe lăn, tự mình đi. Ninh Trần, anh quay lại, anh không muốn sống nữa sao? Mẹ, hắn ta, nếu chạy mất thì sao? Đừng lo, tôi đã nhờ vả những người hầu Sở gia, không ai dám đưa hắn ta đi. Hơn nữa, Tống gia muốn tìm một người, hắn ta còn chạy được sao? Ha ha, quả nhiên, gừng càng già càng cay. Ninh Trần, anh đứng lại, anh đừng, anh đã làm dối rồi, anh có biết thương lượng dự án không? Hãy ngoan ngoãn, ở lại đây, tôi sẽ cử người đến đón anh, đưa anh về, em cứ thương lượng dự án đi, anh đến đây để lấy chuông trời. Chúng ta làm hai việc khác nhau, chuông trời, cái chuông trời đó, đang nói dối thôi, sao anh lại tin lời dối đó? Hãy tỉnh táo lên đi. Đi thôi. Chưa ăn cơm, nhìn kìa. Hắn ta, là Tọa Sơn Điêu phải không? Đừng nói nữa, chúng ta đi thôi, ai vậy? Tôi đây. Người đến lấy mạng của ngươi. Cô Sở, dẫn lão gia đi dạo à? Không đúng sao, ông già Sở gia của cô, không phải đã chết từ lâu sao? Người này không phải là chồng cô, mắc chứng sớm lão hóa, đã tỉnh, nếu tôi không tỉnh. Các người sẽ đi vệ sinh trên đầu Sở gia, Ninh Trần anh im đi. Anh ấy hơi sa sút trí tuệ, tôi chỉ đưa anh ta đi dạo, ra ngoài một chút, chờ đã, bệnh sa sút trí tuệ. Trước mặt Tọa Sơn Điêu tôi, nói mê nói mông, Tọa Sơn Điêu anh định làm gì? Lúc trước khi ký hợp đồng, tôi cảm thấy dáng vẻ cô rất nóng bỏng. Bây giờ nhìn lại, tôi càng thêm phần thèm muốn. Tọa Sơn Điêu, anh tốt nhất nên chú ý. Tôi đã có chồng, chồng tôi còn ở đây này. Cô nói đúng, ông già không chết này, e là không thể leo lên giường nổi đâu. Một người đẹp nóng bỏng thế này, theo tôi đi, dù ông già này có thấy, hắn ta cũng bất lực. Đem đến đây. Ta xem ai dám động vào vợ ta. Người đã đứng dậy được, ánh mắt hung dữ này, không phải đang chuẩn bị dùng gậy đánh ta sao? Đến đây, đánh ta, xem có thể làm ta đau không? Làm sao bây giờ còn không đủ sức giữ cây gậy. Để không rơi xuống. Ông già này, dám đánh ta sao, rõ ràng là muốn chết. Cẩn thận. Vợ. Là ngươi ép ta. Ngươi. Sao không di chuyển được? Ngươi định làm gì? Đừng đánh nữa là ta chết mất. Vậy lợi nhuận chia như thế nào? Tôi không cần nữa, toàn bộ cho Sở gia. Khi đã làm ăn chung, làm sao có thể không lấy một chút nào? Ngươi lấy 10 phần, 90% phần còn lại, toàn bộ cho Sở gia. Được được, người cao nhân anh nói gì? Tôi sẽ nghe theo anh. Ta đã nghe nói, rằng hội chung trời của các ngươi có chuông rung trời. Chỉ là cái chuông bị vỡ thôi, không có gì đáng xem cả. Làm sao? Ngươi nghĩ tôi bị sa sút trí tuệ sao? Đừng lo, ta chỉ mượn nó một chút thôi, không giữ làm của riêng. Ta chỉ tò mò, về cái chuông đó, ngươi lấy nó từ đâu? Quả nhiên, không thể giấu được gì. Trước mặt người giỏi như anh, cái chuông đó, tôi cũng chỉ là người tình cờ có được. Tôi cảm thấy thứ đó không đơn giản, không ngờ, thật sự là thứ tốt. Lập tức phái người mang qua. Cho ta mượn một chút. Được thôi cao nhân. Cao nhân, chuông rung trời. Đây là chuông rung trời. Soạn hợp đồng mới ngay, đưa vợ ta về an toàn. Nếu cô ấy có một chút tổn thương nào, ta sẽ khiến gia đình ngươi phải chôn cùng cô ấy. Cao nhân yên tâm, cô Sở không thể thiếu một sợi lông. Biến đi. Chết tiệt thiên nhân ngũ suy. Nội lực tạm thời chưa hồi phục. Sau khi sử dụng công lực, thực sự hơi yếu ớt, có vẻ như chỉ có thể triệu hồi bốn đại hộ pháp. Để hỗ trợ tôi, phục hồi. Cô Tống, bốn vị trưởng lão cao nhân của Tử Tinh Các đã đến đủ, bây giờ có thể chữa bệnh cho Tống lão gia. Cảm ơn bốn vị trưởng lão. Thấy không? Cô Tống, đây mới là thiên nhân đấy. Cô thấy không cô Tống, đây chính là cái gọi là thiên nhân, mạnh hơn cái gọi là hổ giấy,
biết bao nhiêu, chỉ biết sai người đi viện. Được rồi, chắc không còn vấn đề gì. Vậy thì, xin vất vả các vị trưởng lão, cứu gia đình chúng tôi khỏi lửa và nước. Chút lòng thành, không đáng kể, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, chúng tôi đi trước đây. Cô thấy chưa cô Tống? Tống lão gia trông tươi trẻ rạng rỡ, một lúc, trẻ ra cả chục tuổi. Ông nội, ông có thể nghe thấy ghi, cảm giác như được tái sinh. Tinh thần sảng khoái, sức sống tràn trề, ha ha, thật tốt quá, cuối cùng ông đã vượt qua. Cuối cùng thì, có vẻ như, ngôi nhà của Tống gia đã được cứu, tôi thực sự là người được chọn của trời. Tống lão gia, lần này đã được cứu hẳn, tôi Triệu Phương, sẽ bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Tên này, lúc trước cho ta uống thuốc, suýt nữa đã giết ta, sao vẫn còn ở đây, người đâu, ông nội, ông đừng nóng, là con của Triệu gia, tìm người giỏi cứu ông, là anh ta, mời người giỏi đến, không sai. Tống lão gia, trước đây, có thể có một số hiểu lầm, ông, dị ứng với loại thuốc của tôi không phải, đã sắp xếp người giỏi, để bù đắp lại lỗi lầm, Tống lão gia, xin ông, đừng trách, bây giờ, tôi và cháu gái của ông, có một nghi vấn rất lớn. Trước đây, người ngồi trên xe lăn. Thật sự là thiên nhân không? Đúng ông nội, ông không phải, đang muốn tìm thiên nhân sao? Có vẻ giống, nhưng lại cảm thấy không giống. Này, ông nội, ông ý định gì? Cái này cuối cùng, là hay không, khi ta gặp thiên nhân, ta vẫn là đứa trẻ, thiên tôn trẻ tuổi thanh tú sáng sủa, và thần thái của một bậc hiền giả. Theo lý thuyết, bây giờ ông ấy là thiên tôn, nên là bất tử, không nên là một người già yếu bệnh tật, đúng rồi. Sau khi tôi bất tỉnh, ông ấy đã làm gì? Chúng tôi đã đưa đi bệnh viện rửa dạ dày, nói rằng vài ngày sau, sẽ tìm một cái chuông để cứu ông. Nếu không phải, tôi đã rất khó khăn, mời được người giỏi, Tống lão gia. Nếu ông được cứu, cả đời này cũng không đợi được, nếu như vậy, thì không phải là thiên tôn. Dù sao, năm đó thiên tôn chỉ dạy tôi mới lĩnh ngộ được một số phép thuật tiên đạo, cũng coi như là anh em nửa vời bên ngoài của ông ấy. Nguyên Duyên, con sao vậy, Tống lão gia? Ông có điều không biết, cô Tống để cứu ông, nhưng đã phải chịu nhục nhã lớn. Cái gì, ai dám khiến cháu gái của ta phải chịu nhục nhã như vậy, chính là ông già đó. Cô Tống vì muốn cứu ông, trong cơn gấp gáp, đã mở miệng cứu giúp. Kết quả là, hắn ta lại đòi cô Tống quỳ gối xin trước đám đông, mới chịu cứu giúp. Tống gia ta, khi nào chịu nhục nhã như vậy? Đây là sát nhân trừ tâm. Lão Tống gia, ông đừng nóng nảy. Đây này, tôi vừa tìm người cứu ông trở về, ông đừng có sai sót nữa. Ông yên tâm, cá nhân tôi sẽ đem hắn ta dẫn đến cho ông, để ông trừng phạt hắn ta. Được, nhanh đi, ta sẽ khiến hắn sống khổ sở. Vâng. Bạch Nhược Tuyết, người phụ nữ độc ác này, trái tim thật độc ác, thế mà dùng phép tàn nhẫn nhất lên ta, ngũ suy gửi thiên tôn, khiến ta sống không bằng chết, chịu đựng mọi sự nhục nhã, nhưng cô yên tâm, ta Ninh Trần, tuyệt đối không khuất phục trước cô. Ngũ suy gửi thiên tôn, kêu gọi tứ đại hộ pháp, khởi. Ninh Trần, ngươi đã giấu sức mạnh, biến mất không một tiếng động, ta còn tưởng rằng ngươi có thể trốn tránh mãi. Giang Thành phải không? Ta đã đến. Bốn vị hộ pháp, kính bái thiên tôn, lâu ngày không gặp, các vị, có khỏe không? Nhờ có thiên tôn, chúng tôi đều rất tốt, chỉ là dung mạo của ngài, tôi chúng phải ngũ suy thiên nhân, khó khăn lắm mới tỉnh lại, nhưng, pháp lực quá yếu. Tôi cần bốn người các người, cùng nhau thi triển pháp thuật, giúp tôi phục hồi công lực, nhưng, như vậy chắc chắn sẽ hại nguyên khí của các người. Không sao, chúng tôi có thể có. Ngày hôm nay, toàn bộ nhờ vào sự chỉ dạy của thiên tôn, có sao đâu, được, vậy thì phiền các người rồi. Bắt đầu thôi. Phiền các người rồi. Bốn người các người tôi cần, nhờ một việc nữa từ các người, thiên tôn cứ nói, giúp tôi tìm một người, nữ nhân ngũ âm, chỉ có cô ta, mới có thể phá giải, ngũ suy gửi thiên tôn. Đúng rồi thiên tôn, chúng tôi đã nhận một đệ tử, tên là Đoạn Phi, người này tài năng xuất chúng, cũng hy vọng thiên tôn, khi rảnh rỗi,
có thể đối đầu với hắn một chút, như vậy Thiên Tôn cũng coi như có người kế nhiệm. Có một số việc có thể giao cho hắn làm. Đoạn Phi, biết rồi, các người cứ lui ra đi, tôi còn có việc cần xử lý. Vâng Thiên Tôn. Nội lực của họ quá mạnh mẽ và hỗn loạn, tôi cần tìm một nơi yên tĩnh để ngồi thiền, tiêu hóa chúng. Sở Lan con sao vậy? Đại bàng trên núi. Mẹ, sao vậy nhỉ? Cái gì đại bàng trên núi? Sơn Điêu, anh đến đây làm gì vậy? Tôi đưa cô Sở về rồi đấy. Và đây là hợp đồng đất cửa Nam. Sở gia sẽ được 90%. Tôi chiếm 10%. Cái gì? Sở gia chúng tôi được 90%. Tôi không nghe nhầm chứ? Không nghe nhầm đâu. Rõ ràng hợp đồng đã viết vậy. Gửi cả người và hợp đồng. Tôi đi trước đây. Sơn Điêu, đợi đã. Người đi xe lăn kia, hắn đi đâu rồi? Vậy anh hãy làm, tôi làm sao dám, nhưng, hắn ta đâu? Đừng hỏi tôi, người và hợp đồng, tôi đã giao hết rồi, tôi đi trước đây. Sơn Điêu anh ta, hôm nay sao lạ thế, chưa bao giờ thấy hắn, lịch sự như vậy. Còn biết mà, chắc chắn rồi, biết rồi, chúng ta đã nắm được, Triệu gia và Tống gia, quyền lực và vị thế này, không còn như trước nữa, do đó mới đối xử như vậy, lịch sự như vậy. Nhưng mà, hắn ta chạy đi đâu rồi? Chẳng lẽ hắn đã bỏ chạy? Ninh Trần, anh mau chạy đi. Tôi đang ở đây. Ninh Trần đâu? Ninh Trần đã trở lại chưa? Hỏi chúng tôi sao? Chúng tôi cũng đang hỏi cô. Cô không phải đã để hắn ta chạy mất rồi sao? Tôi chỉ nhớ là tôi bị một con đại bàng đánh bất tỉnh. Rồi sau đó, tôi không nhớ gì nữa. Ninh Trần anh ấy đã trở lại rồi. Hai người không thấy anh ấy sao? Không được, tôi phải đi cứu Ninh Trần. Cô còn cứu cái khỉ gì nữa? Thứ giả nua kia, chắc chắn đã chạy mất tiêu rồi. Nhưng phải công nhận, hắn ta thật sự có khả năng lừa đảo cực kỳ cao. Dám lợi dụng chúng ta, mối quan hệ của Tống gia, để cả cái núi cũng bị lừa, lại phải làm lại hợp đồng. Chỉ có điều, bây giờ hắn ta đã chạy mất. Làm sao giải thích với Triệu Thiếu đây? Đem hắn ta, bắt lên đây cho ta. Tống lão gia đã được tôi cứu xong. Bây giờ tôi muốn xem hắn ta còn giả vờ thế nào nữa. Xong rồi, nói Triệu Thiếu tới. Chào mừng hai người, cô Tống và Triệu Thiếu đã tới. Ông Tống đã khỏi rồi, thật là mừng rỡ. Hắn ta đâu rồi? Diệp Trần hắn có lẽ đã chạy mất. Đúng là tên vô dụng. Ta không phải bảo ngươi giữ chặt hắn ta, tôi. Hắn ta đâu rồi? Tôi nghi ngờ các người đã giấu hắn đi. Với tuổi tác của hắn, có thể chạy đi đâu? Trong vòng một phút tôi không thấy người. Tất cả các người sẽ xong đời. Cô Tống, tôi nghĩ là cô đã hiểu lầm rồi. Thực sự không phải con gái tôi. Sở Lan nhà tôi, cô ấy từ trên núi trở về đấy. Là bị hôn mê, ngồi xe lăn trở về. Chắc chắn rồi, là thứ giả nua kia tự mình chạy mất. Hơn nữa, với sức mạnh của Tống gia ở Giang Thành, muốn tìm một ông già ốm yếu có phải là dễ dàng không? Đúng không Triệu Thiếu? Đúng, đây chỉ là một con hổ giấy ra vẻ mạnh mẽ. Bây giờ thì Tống lão gia đã được chữa khỏi, hắn chắc đã chạy trốn. Nhưng mà, cô Tống, cô đừng lo, tôi sẽ sai người tìm kiếm khắp thành phố để bắt hắn trở lại. Cô Tống, về việc đã hứa trước đó, mọi thứ vẫn như cũ. Yên tâm, ngày mai tôi tổ chức cho hai người một đám cưới thế kỷ hoành tráng. Nhưng thứ giả nua chúng ta phải nhanh chóng tìm ra hắn, nghe rõ chưa? Đừng lo, cô Tống, dù phải đào tung cả đất, tôi cũng sẽ bắt hắn về. Chúc mừng Triệu Thiếu, cuối cùng, anh cũng đoàn tụ cùng chúng tôi. Đúng rồi, thứ giả nua đó vẫn chưa ký thỏa thuận ly hôn. Còn ký cái gì nữa? Chờ đám cưới ngày mai diễn ra, trực tiếp ký vào thỏa thuận quá buộc. Ha ha. Ninh Trần, anh phải ẩn nấp thật kỹ, sau đó chạy thật xa càng tốt. Nếu có kiếp sau, tôi mong anh khỏe mạnh, tôi vẫn sẵn lòng gả cho anh. Nhìn kia, anh trai này đẹp trai quá, nhìn là biết ngay, là công tử nhà giàu có, cả người này, toát ra khí chất, cảm giác như là, mang theo khí tiện ấy. Đúng vậy, chỉ có, mỹ nhân số 1 Giang Thành, thì nên xứng đôi, với người đàn ông tuyệt vời như thế này. Cũng không biết trước kia, cô ấy nghĩ gì, lại chọn một, ông già tàn phế ngồi xe lăn. Thực ra, tôi chính là ông già đó. Anh trai, anh thật hài hước, đừng đùa với chúng tôi nữa. Anh đẹp trai, có tiện thêm, liên lạc không, mời chúng tôi, cô dâu xinh đẹp, lộng lẫy xuất hiện.
cuối cùng tôi không xứng. Sở Lan, hôm nay cô thật đẹp. Với cô bé xinh đẹp này, là làm phiền em rồi. Nhìn này, đây mới là cặp đôi trai tài gái sắc. Thứ giả nua kia, làm khổ con gái tôi, Sở Lan rồi. Cô Tống, Tống lão gia, làm nhân chứng cho đôi mới cưới, sao không thấy đâu cả. Ông tôi hôm qua, vừa mới phục hồi, có việc quan trọng phải làm. Ông ấy sẽ tới thôi một lát nữa. Vậy được, cô dâu xinh đẹp, cô có muốn gả cho chàng trai? Ngay trước mắt này, một người, điển trai và phong độ như Triệu Thiếu làm chồng. Dù trong, nghèo khó hay giàu có, sống già bệnh chết, cô có sẵn lòng, luôn yêu một người, và luôn bên anh ấy. Hãy trả lời anh ấy, cô có sẵn lòng không? Tôi không sẵn lòng. Đây không phải là hắn sao? Là anh chàng đẹp trai đó sao? Anh ấy không phải là chồng cũ của tiểu thư Sở sao? Cô đang nói linh tinh gì thế? Hoàn toàn không thể nào. Anh là ai vậy? Đây là đám cưới thế kỷ, do Tống gia tổ chức. Lượt của anh, ở đây mà phát biểu, nói không muốn sao? Tôi là ai? Tôi là chồng hợp pháp của Sở Lan. Ninh Trần. Có chuyện gì vậy? Tôi trẻ trung hơn, không nhận ra sao? Đúng là anh ấy, nhìn xem, đôi tiên đồng ngọc nữ. Bức tranh tình yêu thật ấm áp. Nhưng sắp sửa, phải chia cắt bởi sinh tử. Ninh Trần, anh trở về làm gì thế? Anh không phải đã rõ ràng, chạy rồi sao, sao lại trở về chết? Chạy, anh chưa bao giờ nghĩ đến. Vợ, em là người phụ nữ của anh, làm sao anh có thể dễ dàng để người khác? Ninh Trần, anh thật là ngốc, anh nói xem, anh cuối cùng phục hồi lại được như bây giờ. Cô Tống, tôi sẵn lòng dâng hiến toàn bộ tài sản cá nhân, xin anh tha mạng Ninh Trần. Anh nói xem, anh ấy vừa khó khăn hồi phục như bây giờ. Hôm đó cô không phải đã quỳ bên lại tôi sao? Tôi Sở Lan, trả cô gấp trăm nghìn lần, chỉ xin cô tha cho anh ấy. Tôi xin cô đấy, vợ, em yên tâm, từ hôm nay trở đi. Tôi sẽ không để ai khinh rẻ em nữa, ngươi còn đang giả vờ sao? Tống lão gia đã được ta cứu khỏi, ông ấy rõ ràng đã nói, ngươi không phải là thiên nhân, bây giờ vẫn còn, cả thành phố đang tìm ngươi, ngươi cứ trở mặt xem, vẫn còn đóng kịch nghiện nữa, ha ha. Anh chàng này cũng được đấy, hôm qua còn đóng, giả bộ rất đạt, tôi còn tưởng là thật đấy, nhưng mà nhìn lại, bây giờ là hề mặt. Ninh Trần, tôi đã nói mà, cuối cùng giấy, không thể giấu được nữa. Chúng ta mau, xin lỗi cô Tống. Sự chân thành của chúng ta, đã chạm đến cô ấy rồi. Chỉ cần hai người quỳ xuống, và chắp tay cúi đầu, tôi sẽ tha thứ cho. Ninh Trần mau quỳ xuống đi, lỡ như lát nữa cô Tống thay đổi ý định thì sao? Tôi quỳ. Tống gia có chịu nổi không? Ngươi tưởng ngươi là cái thứ gì chứ? Ngươi chỉ là một con chó, dù có đến thủ đô, cũng vẫn là chó. Ngươi cứ nghe lời, quỳ xuống cho ta. Kiên nhẫn của tôi có hạn đấy, tôi chỉ có thể cho các người 5 giây, 4. Ngươi định làm gì vậy? Không cần căng thẳng, tôi cũng muốn xem. Hắn ta định làm gì? Chẳng lẽ bạn định đến quỳ gối trước mặt tôi? Phải mang theo vợ cùng quỳ đấy. Tôi Ninh Trần đã thề, kiếp này sẽ không đánh phụ nữ. Nhưng cô, trong mắt tôi, đã không còn là người. Tất nhiên, càng không phải là phụ nữ. Ninh Trần, anh im đi, đừng nói nữa, mau quỳ xuống, xin lỗi cô Tống đi. Ninh Trần, người thật to gan, dám công khai nhục mạ cô Tống của bọn ta. Thực sự là tự tìm cái chết, nhục mạ. Như vậy không phải là quá rẻ mạt sao? Điên rồi, tên này chắc chắn điên rồi, dám tát tiểu thư Tống, còn cảm thấy tay mình bẩn, nhanh chúng ta hãy lùi lại, đừng để bị bắn máu. Người biết điều này có nghĩa là gì không? Gì cơ, người đâu, Ninh Trần anh mau chạy đi. Đánh cho tới chết. Người biết võ công, làm sao, thật bất ngờ phải không? Sợ hả? Bốn người các ngươi, nhanh lên, đứng dậy, không đi tìm người sao? Ninh Trần, ngươi đánh giỏi lắm phải không? Bốn người ngươi có thể đánh bại, còn 400 người thì sao? Hay là 4.000 người? Hôm nay ta sẽ lấy mạng của ngươi, không cần đến 4.000, ông nội ta sẽ đến ngay. Ông ấy có thể sử dụng phép thuật, giờ đây ông ấy đã phá vỡ giới hạn, phép thuật của ông ấy tăng, phép màu của ông ấy, đối phó với ông ấy giống như nghiền nát một con kiến. Đúng, Tống lão gia, đích danh muốn gặp ngươi,
chỉ cần giao ngươi, cho ông ấy trực tiếp, mới có thể giải được nỗi hận trong lòng ông ấy. Ninh Trần, nếu bây giờ anh chạy, không ai có thể ngăn cản anh. Nếu lát nữa, Tống lão gia đến, anh muốn chạy cũng không được nữa. Đừng lo vợ yêu, chỉ với Tống Vạn Sơn, tên nhóc đó, và phép thuật sơ khai của hắn, không thể làm tổn thương anh. Nếu không phải ngày xưa, anh thấy hắn ta đáng thương, và giúp đỡ một tay, có lẽ, hắn ta đã chết đói trên đường phố rồi. Chết mà vẫn, còn dám nói lớn, ngươi là cái thá gì, mà còn dám, nói lỗ mãng, nói về ông của ta. Ông ta là, bầu trời của Giang Thành, ngươi chỉ là một, bệnh nhân của Sở gia mà thôi, tình cờ có được, một chút giải dược, mà còn dám sổ lên. Đúng vậy, nếu không phải ta, cứu ngươi, ngươi bây giờ có thể, vẫn bị liệt trên xe lăn, không biết ơn tên phế vật, bây giờ, lại quay lại, cắn người cứu mạng của ngươi, ý ngươi là, ngươi cứu ta, chẳng phải sao, nếu không phải vì Sở Lan, ta có cứu ngươi không, ngươi nói, là cái này. Lúc đó, ta đích thân, thấy ngươi ăn nó, ta không ngốc như Tống Vạn Sơn, thậm chí cả thuốc độc, đều tranh nhau ăn, ý anh là, trước khi uống thuốc, anh đã tỉnh lại, không phải thuốc đã cứu anh. Đương nhiên, ý ngươi nói là, thuốc này thực sự thần kỳ sao, là để cho, ông nội ta có thể uống nó, đây không phải lỗi của ta, vợ ta đã nói từ sớm, thuốc này chưa được thử nghiệm, có thể sẽ chết người, nhưng các ngươi không tin, cứ muốn thử nghiệm trên ta, không còn cách nào khác, ta chỉ có thể dùng Tống Vạn Sơn để thử nghiệm, kết quả rõ ràng, loại thuốc này, quả thật là thuốc độc. Được rồi, ngươi thật sự đã dùng Tống lão gia để thử thuốc, vậy thì tội của ngươi càng nặng hơn, đúng. Ta thật sự không nên dùng Tống Vạn Sơn để thử nghiệm, bởi vì mạng sống của hắn ta không quý bằng mạng của ta. Vậy thì tiếp theo, ta sẽ dùng mạng của ngươi để thử nghiệm loại thuốc này. Ta Ninh Trần luôn ghét cái ác như kẻ thù, không theo nguyên tắc của sự đáp trả. Vì vậy, ngươi hãy uống loại thuốc này, ăn đi, ta đảm bảo, ngươi sẽ lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn, đầy sức sống. Ngươi, Tống lão gia đã đến. Ninh Trần, xong rồi, giờ anh muốn đi, cũng không đi được nữa. Đừng lo vợ yêu, vở kịch hay, sắp bắt đầu. Tống lão gia, có chuyện rồi, ông mau cứu tôi, tên nhóc kia, hắn đã trở lại, làm loạn phòng tiệc. Bây giờ gọi cho bốn trưởng lão, cũng không kịp nữa rồi, tên nhóc kia trở về, và còn gây rối tại đám cưới ở đây. Diệp Trần, hắn ta đã đánh người của ông, ngay trước mặt đám đông. Còn tát cô Tống. Nguyên Duyên. Anh ta nói thật sao? Đây là muốn lật trời rồi. Tống lão gia, cứu tôi với. Ông nội, ông mau cứu anh ta đi, anh ta sắp không chịu nổi rồi. Ta đã niêm phong, cơ quan nội tạng của cậu, độc tố, tạm thời sẽ không lan rộng. Khi đến lúc, hãy để bốn trưởng lão, sử dụng phép màu, để giúp cậu điều chỉnh, mọi chuyện sẽ ổn. Tống lão gia, quả nhiên là có vẻ hào hiệp, tên nhóc phế vật hôm nay. Phải chết, tên nhóc phế vật đó, ở đâu, tên nhóc phế vật mà ngươi nói? Đây này. Tống lão gia, đang làm gì vậy, lên đó làm gì, để giải quyết tên nhóc đó, chẳng lẽ tên này? Có chút nguồn gốc, Tống lão gia, đây chính là, tên già hôm qua, hôm nay có thể đã trẻ lại, biết vài đòn võ cơ bản, nhưng, trước mặt ông. Hắn là cái thá gì chứ, Tống lão gia, hãy để tôi xem, ông định làm gì hắn? Tống lão gia, ông đánh nhầm người rồi, tôi là người cứu mạng ông đấy. Là tên kia kìa. Tống lão gia, im. Hắn ta ở đó kìa, sao ông lại đánh tôi? Ngươi đã gây ra họa lớn, ông nội, chuyện này là thế nào? Không phải ông bảo con, tìm hắn ta sao, quỳ xuống ngay. Đệ tử Tống Vạn Sơn, bái kiến thiên tôn, không thể nào, chẳng lẽ tên này. Thực sự là thiên nhân. Xong rồi, giờ thì thực sự xong rồi. Chẳng lẽ, hắn thực sự là thiên nhân, tại sao tôi không thể là thiên nhân chứ? Mẹ vợ và em vợ, tôi còn phải cảm ơn các người, đã mua cho tôi bảo hiểm. Chuyện này của chúng ta, tạm thời không bàn tới, tôi phải xử lý trước kẻ phản bội này. Đệ tử năm xưa, nhờ được thiên nhân chỉ dạy, mới có thể có thành tựu hôm nay. Trong lòng, luôn biết ơn, thiên nhân. Trung thành không đổi làm sao có thể trở thành kẻ phản bội. Ông định giết tôi. Hành động phản bội sư môn làm sao không phải là kẻ phản bội. Vẫn không thể gọi là phản bội, thiên nhân. Dù có 10 lá gan,
vài chục bản lĩnh, đệ tử cũng không dám. Đệ tử, thật sự không nhận ra, thiên nhân. Hôm qua đệ tử bất tỉnh, chưa kịp nhìn rõ diện mạo của thiên nhân, thêm vào, thiên nhân trong lòng đệ tử, chắc chắn là bất tử, không thể là một lão già. Điều này đã dẫn đến một sự hiểu lầm. Thiên nhân, ngài, tại sao lại trở nên như vậy? Ta đã trở thành một lão già, bởi vì ta đã bị ngũ si thiên nhân mới tỉnh lại, mới trở lại hình dáng trẻ trung. Gì cơ, ngũ si thiên nhân? Là cái đó, làm mất hết pháp lực, và khiến diện mạo già nua, liệt và hôn mê, sống không bằng chết, lời nguyền khắc nghiệt nhất thế gian. Không sai. Ngay cả khi ta đã trở nên như vậy vẫn nghĩ đến việc cứu ngươi. Và ngươi đã báo đáp ta như thế nào? Đệ tử không dám. Đệ tử, luôn nhớ lời dạy của tiên sinh. Ngươi gọi đây là nhớ lời dạy sao? Lúc đầu ta thấy ngươi đáng thương. Khi ta khai sáng cho ngươi, ta đã nói với ngươi như thế nào? Kêu ngươi loại trừ tà ác cho dân chúng, làm việc thiện thay trời, giúp đỡ kẻ yếu, còn ngươi chế ngự một phương, trở thành tay sai cho kẻ xấu, thiên nhân. Đệ tử không dám, đệ tử không có, còn nói không có. Nếu tôi không phải là thiên nhân, có phải ông đã sớm xé xác tôi ra từng mảnh, thiên nhân? Đây chỉ là lòng muốn bảo vệ con cái của đệ tử. Con gái của đệ tử, bị người khác bắt nạt và nhục mạ, đây chỉ là lời nói nặng nề, trong lúc tức giận mà thôi. Cô ấy bị người ta nhục mạ. Cô ấy coi thường mạng người, dùng tôi để thử nghiệm thuốc, và trước mặt mọi người, nói khoác lác, nói rằng mạng tôi rẻ mạt, có thể giúp cô ấy thử thuốc là vinh dự của tôi. Vợ tôi đã cầu xin cô ấy còn đòi phải quỳ xuống. Nhưng quỳ xuống cũng vô ích, cô ấy nói, tôi có thể chết, nhưng ngươi phải sống. Uyên Duyên, những lời thiên nhân nói có phải là thật không? Xin lỗi ông nội, con không biết ông ấy là thiên nhân, vì vậy, con... Ông nội, xin ông đừng tức giận, ông mới khỏi bệnh, đừng để tức giận làm hại sức khỏe, con đã gây ra một tai họa lớn. Sau hôm nay, Giang Thành, e rằng sẽ không còn nhà họ Tống nữa, đừng sợ. Tôi có thể cứu nhà Tống, tôi đã liên hệ được với 4 vị trưởng lão của Tử Tinh Các, họ đang trên đường đến, cậu đã bị trúng, ngũ suy thiên nhân, mất hết pháp lực, Tử Tinh Các, nguy gọi từ đâu đến, một đám người hỗn loạn. 4 vị trưởng lão có pháp lực vô biên. Đã chữa khỏi cho Tống lão gia, còn ngươi thì sao? Ngươi chỉ qua là có một danh hiệu của thiên nhân, chỉ là danh vọng xuông mà thôi. Tôi danh vọng xuông. Vậy cậu hỏi ông ấy xem, Tống Vạn Sơn, ông ta dám không? Hừ, có gì không dám, một đời thiên tử một đời thần. Trước đây ngươi là thiên tử, ông ấy là thần, bây giờ ngươi mất hết pháp lực, ai coi ngươi là thiên tử nữa? Đừng nói là đợi 4 vị lão tổ đến, trước khi họ đến, Tống lão gia cũng có thể đánh bại ngươi. Ông nội, con cảm thấy Triệu thiếu nói không sai. Hắn đã không còn là thiên nhân của trước kia nữa. Chúng ta sợ hãi cái gì? Hơn nữa, nhà họ Tống là toàn bộ cuộc sống một đời của ông. Gắng gượng và tích lũy. Tại sao chỉ bằng một câu nói của hắn có thể xóa sổ nhà họ Tống và nhiều năm khó nhọc như vậy? Ông nội nói một lời đi mà. Không thể để nhà họ Tống tan nhà nát cửa được. Dọn dẹp. Ha ha ha! Tôi, Tống Vạn Sơn, suốt hàng chục năm, tìm kiếm bí quyết bất tử. Khi giờ phút cuối cùng đang đến, thật không dễ dàng, đã giành lại được một mạng sống. Nhưng, sau mười mấy năm nữa, tôi vẫn sẽ lên đường về phương Tây. Bí quyết bất tử này, hôm nay, cuối cùng cũng đến, sư phụ. Dù ngài đã mất hết pháp lực, trở thành phàm nhân. Nhưng, danh tính nội đan của ngài, vẫn còn đó. Tống Vạn Sơn à, Tống Vạn Sơn. Tôi đã tưởng rằng ông chỉ là... người không nghe lời, không ngờ, ông thậm chí còn muốn lấy mạng sống của sư phụ. Năm đó tuyết rơi dày đặc, ông suýt chết cóng bên lề đường, là tôi, đã kéo ông trở lại từ cửa tử. Truyền cho ông phép thuật, tôi muốn ông cứu rồi, bầu trời bình minh, nhưng ông lại, muốn làm ra việc mất hết lương tâm như thế. Người ta nói, hoàng đế thì luân phiên ngồi, vị trí này, cũng phải đến lượt, bây giờ ngươi, đã trở thành một, kẻ yếu đuối không có pháp lực, sống sót, cũng chỉ là danh bất chính thực, đưa nội đan cho tôi. Để pháp lực của tôi tăng mạnh, và sống mãi với thời gian. Khi ta trở thành thiên nhân, điều này đối với ngươi, cũng là một sự truyền thừa, ta biết. Ngươi có một số điều không thể buông bỏ với sư mẫu. Nhưng ngươi yên tâm. Ta sẽ để cho chàng trai họ Triệu, đối xử tốt với bà ấy. Vinh hoa phú quý của bà ấy trong đời này, chắc chắn sẽ không cạn kiệt, sử dụng không hết. Đúng vậy, ngươi cứ yên tâm lên đường đi. Trước đây, chỉ cần có được, Sở Lan mà thôi, và bây giờ, thực sự có thể chơi được. Phụ nữ của thiên nhiên, chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích.
hãy bắt đầu đi, Tống lão gia. Các người dám giết thầy cướp đan làm việc lớn như vậy, cũng dám làm, các người không sợ bị trời phạt sao? Trời phạt? Tống lão gia, bây giờ là thiên nhân, ông ấy chính là trời, ai dám phạt ông ấy? Hai người các người, còn không mau đưa cô ấy đi. Nhanh chóng đi thôi, dù anh ấy là thiên nhân đi chăng nữa, bấy nhiêu năm qua, hắn đã mang lại cho nhà họ Sở chỉ có vô tận, nhục nhã và gánh nặng. Hắn chết, có thể là một điều tốt, đúng, hơn nữa Tống lão gia nói, nhìn vào cô là sư mẫu của tôi, sau này sẽ không để cô thiệt thòi. Cái chết của hắn, có lợi cho tất cả chúng ta, cậu. Vợ à? Đây, người phụ nữ này chỉ muốn chết, là cô ấy xứng đáng, vợ ơi. Sao em ngốc thế, em không muốn thấy anh bị tổn thương. Con gái ngốc của mẹ, vì tên nhóc này, làm những việc đó, đáng giá không? Chia tất cả tài sản của chúng ta. Tống lão gia, Sở Lan xin ông, Sở Lan sẵn lòng dâng hiến bản thân, tất cả tài sản cá nhân, và mạng sống này của tôi, đổi lấy mạng sống của chồng tôi. Vợ ơi, mạng sống này của cô, và những tài sản kia, nhà họ Tống của tôi không coi trọng, ông nội, hãy ra tay nhanh, để họ có thể đoàn tụ dưới suối vàng. Vợ ơi, tôi sẽ không để em chết đâu, tôi dù phải tiêu hao toàn bộ pháp lực còn lại, tôi cũng nhất định sẽ cứu sống em. Hắn thực sự còn pháp lực. Không có gì lạ, có thể hắn còn một chút, nhưng không nhiều. Pháp lực này của hắn, có thể đã dành để cứu tôi, nhưng bây giờ, cứu người phụ nữ này, có thể, dù đã làm sạch, ông nội, bây giờ chính là thời điểm tốt để hành động tận dụng lúc hắn cứu người. Cứ để hắn cứu đi, chàng trai họ Triệu, cũng có thể coi là người ân nhân của nhà họ Tống. Tôi Tống Vạn Sơn, cũng đáp lại lòng tốt của anh ấy. Cảm ơn Tống lão gia. Cứu người vẫn ổn, không làm tổn hại quá nhiều pháp lực của mình, nhưng làm cho mình chuyển một nửa nội công của mình cho Sở Lan, để cô ấy có thể sống mãi mãi, thực sự hơi làm tổn thương kinh mạch của mình. Con gái à, con cuối cùng cũng sống lại rồi. Nhìn này, bây giờ hắn có lẽ đã hoàn toàn bị khuyết trống rồi. Bây giờ chúng ta giết hắn dễ như trở bàn tay. Sư phụ, đệ tử cũng coi như đã cho ngươi một chút tình cảm, nếu không khi ngươi đang cứu người, ta đã có thể ra tay. Bây giờ ngươi có thể không hối tiếc, hãy đưa viên nội đan ra đây. Tống Vạn Sơn, ban đầu ta không định giết ngươi, chỉ định để ngươi trở lại góc phố đi ăn xin, nhưng mà ngươi trước mặt đông người công khai giết sư mẫu và không hề có một chút hối hận, vậy thì hôm nay ngươi phải chết. Chỉ còn chút ít pháp lực của một kẻ bại hoại lại muốn tôi chết, đó là do ngươi có đủ sức mạnh hay không. Dùng pháp lực giết ngươi quả là quá rẻ tiền, ta muốn từng cú đấm một đánh chết ngươi, tên khốn này. Lẽ nào ngươi đã quên, dù võ công cao đến mấy cũng sợ dao làm bếp, chỉ với những cú đấm hoa và đá thêu của ngươi cũng muốn đánh bại pháp lực của Tống lão gia. Ông nội, đừng nói nhiều với hắn nữa, hãy giết nhanh chóng hắn và lấy lại linh đan. Được, xem như một ân tình sư đồ, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng. Ông nội, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ hắn còn pháp lực? Đừng vội, vừa rồi chỉ là màn khởi động nhỏ, tiếp theo mới là đòn chí mạng. Hắn hoàn toàn không thể kháng cự. Xong rồi. Những phép thuật này đều là ngày xưa do chính hắn dạy ta. Cơ thể hắn đã phản kháng lại những phép thuật này. Ta dùng chúng để tấn công hắn, hoàn toàn vô dụng, con xem, biến thành một làn khói xanh. Tống Vạn Sơn, ngươi thật sự dám sử dụng, khi ta dạy ngươi, những chiêu thức này để giết ta sao? Ngươi muốn làm gì? Ngươi chỉ là một phàm nhân không có pháp lực, ta chính là thiên nhân của Thành Giang, ngươi dám động vào ta, ngươi cũng đừng mong sống. Thật sao? Ta dù chết cũng phải xử lý ngươi. Trước khi nói chuyện khác, đại sư huynh của Tử Tinh Các, Đoạn Phi đáo đến. Tống lão gia, chúng ta đã có cứu tinh, Tử Tinh Các đã đến, người cứu chúng ta đã đến. Phải, ông nội, phép thuật của ông không có tác dụng với hắn, hãy để người của Tử Tinh Các giải quyết hắn cho chúng ta. Đoạn Phi đáo, bốn vị hộ pháp của ta tìm cho ta người kế thừa là đệ tử, có vẻ như cũng tên là Đoạn Phi đáo. Đại sư huynh của Tử Tinh Các, bốn vị lão tổ đang
Tịnh Thu, nghe nói các người có chút việc, phiền tôi qua đây một chuyến. Thật là trùng hợp, tôi đã nói trước đây, sao chưa từng nghe nói về Tử Tinh Các. Hóa ra là do bốn vị hộ pháp của mình sáng lập, lại như có ma xui quỷ khiến, cứu chữa kẻ phản bội này. Và cậu bé trước mắt này, có lẽ chính là cái gọi là người kế thừa. Làm sao nghi ngờ sức mạnh của đại sư huynh? Tôi nói cho cậu biết, đại sư huynh chính là đệ tử được bốn vị trưởng lão trực tiếp tuyển chọn và đào tạo ra, tương lai của người kế nhiệm Tử Tinh Các. Tôi cứ nghĩ mà, Tử Tinh Các làm sao có thể lừa dối tôi được, hóa ra là Tử Tinh Các người kế nhiệm tương lai đây mà. Có chuyện gì vậy, ai làm phiền cậu thế? Chính là hắn, một kẻ không có chút phép thuật nào, chỉ là một kẻ vô dụng danh tiếng vô lý. Người thừa kế Tử Tinh Các này, so với sư phụ của ông, về pháp đạo như thế nào? Hắn, tuy đúng là một người tu đạo, nhưng chỉ là một kẻ tu luyện không tên không phái mà thôi. Làm sao có thể so sánh với Tử Tinh Các, một hệ thống truyền thừa này, được nhắc đến cùng một hơi. Tốt, vậy thì con yên tâm rồi. Tôi còn tưởng, một rắc rối lớn đến thế nào, một kẻ vô dụng, lại phiền toái đến Tử Tinh Các. Dù hắn không còn pháp lực, nhưng kỹ năng quyền cước của hắn rất mạnh. Tôi tìm đến các người, cũng bởi vì bất đắc dĩ. Tôi đây tìm các người, cũng vì không còn cách nào khác. À đúng rồi, nhớ lại ngày xưa, khi Tử Tinh Các được xây dựng, ông tôi đã quyên góp không ít tiền. Gần đây, do đã lâu không tu sửa, có lẽ cũng cần được sửa chữa. Ha ha. Chủ yếu vì lệnh của sư phụ khó từ chối mà. Vậy thì tôi sẽ giúp cậu giải quyết nỗi lo ngại trước mắt này. Ha ha ha, ôi, bốn vị hộ pháp này, nhận những người như thế nào vậy? Như thế này, cũng xứng là người kế nhiệm của tôi sao? Có vẻ, cần phải được giáo dục đàng hoàng một chút. Một kẻ thậm chí không có pháp lực, một kẻ vô dụng, gặp chủ nhân của Tử Tinh Các, không mau quỳ xuống. Tôi nói này, nếu thái độ của ngươi tốt, ta có thể không hành hạ ngươi, thưởng cho ngươi một cái chết nhanh thế nào? Tuổi trẻ bồng bột có thể, nhưng là, ngươi nên làm rõ sức mạnh của đối phương. Nhớ kỹ, một bậc thầy thực sự luôn giữ một trái tim của một học trò. Ha ha ha, ngươi thật là kiêu ngạo. Nghe ý ngươi, tôi giống như một thôn dân mộc mạc, người mạnh không bao giờ nói nhiều, kẻ yếu chỉ biết sủa to. Ngươi thật gan lớn, dám đặt câu hỏi về sức mạnh của đại sư huynh. Trên đời này còn ai dám đặt câu hỏi với ta? Ta là con cưng của trời, tự nhiên là thiên tài võ học. Tên nhóc, hôm nay coi như ngươi may mắn, để ngươi được nếm trải trước khi chết. Cái này là cửu dư ngọc hỏa, là một trong những phép thuật khó luyện nhất thế gian. Ngươi có thể sử dụng chiêu thức này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Muốn sử dụng chiêu thức này, không cần có pháp lực mạnh mẽ hỗ trợ, mà còn cần phải có cơ thể pháp thuật bẩm sinh. Như chúng ta, với tư chất kém, luyện cả đời cũng không đạt được. Có vẻ như người thừa kế của Tử Tinh Các này thực sự không phải tầm thường. Tuổi còn trẻ đã sở hữu pháp thuật cao siêu đến thế, tương lai không giới hạn. Tôi nói mà, có Tử Tinh Các ở đây, sợ tên khốn này làm gì? Tên khốn, ngươi có thể chết dưới hỏa diệm cửu dương, cũng coi như chúng tôi cho ngươi hóa thành tro tại chỗ này. Cửu dương, hỏa diệm, thực sự chưa từng nghe nói. Với một kẻ vô danh như ngươi, chưa từng nghe nói không phải rất bình thường sao? Ta nhớ hình như nó được gọi là cửu dương huyền hỏa. Đại sư huynh, hình như là cửu dương huyền hỏa. Tôi nhớ đã từng may mắn thấy lão lãnh đạo thực hiện một lần, lúc đó cũng gọi là cửu dương huyền hỏa. Tên gọi không quan trọng, quan trọng là có thể phóng ra được. Cửu dương huyền hỏa, ồ, thế nào? Sợ rồi chứ, cách thức phóng ra của cậu hình như không đúng lắm, sức mạnh nhìn có vẻ cũng yếu ớt. Tôi nói này, tên khốn này thật sự là người nhìn ngắn, đại sư huynh còn trẻ, nhưng ngọn lửa huyền hỏa mà huynh ấy phóng ra đã sánh ngang với các vị trưởng lão, sức mạnh mở núi, rung biển. Ngươi dám nói nó yếu ớt, cách ngươi phóng ra nó thực sự có vấn đề, đích thực là có vấn đề. Nếu là ta, chắc chắn sẽ mạnh hơn ngươi nhiều hơn. Đại nhân của Tử Tinh Các, hãy nhanh chóng giết chết hắn cho tôi. Thằng này không có chút pháp lực nào, đừng nghe nó nói lung tung. Không sao, thực ra nói thật, tôi thực sự chưa từng thấy ngoại trừ lão giả Bạch Mi có thể phóng ra cửu dương huyền hỏa. Giả sử ngươi muốn trình diễn, muốn dạy ta một bài học, nếu ta trực tiếp từ chối, lại có vẻ như ta không có tầm nhìn. Ta thực sự muốn xem ngươi có thể chơi trò gì. Được, vậy ta chỉ biểu diễn một lần thôi đấy, ngươi hãy mở to mắt ra và xem cho kỹ. Ồ, ngươi thực sự biểu diễn rồi, vậy ta chờ xem thôi. Đầu tiên, hạ khí xuống, trưởng môn, gã này tự nói tự chuyện, hấp thu khí mạch của trời đất, đây rốt cuộc là chuyện gì, tư duy để hướng không? Cả câu dưới ngươi cũng biết, chuyển hóa tất cả năng lượng vào tay phải, chắc chắn là gã này
ngước mặt lên trời và hét lớn, Cửu Dương Huyền Hỏa, cho ta phá. Thế nào? Học được chưa? Không thể nào, điều này hoàn toàn không thể. Hắn đã mất pháp lực rồi, làm sao có thể phóng ra một luồng Cửu Dương Huyền Hỏa lớn như vậy? Chẳng lẽ hắn mất hết pháp lực là lừa chúng ta sao? Xong rồi, giờ thì hỏng bét, ngươi không phải mất hết pháp lực sao? Ngươi dám lừa tôi, ta chưa bao giờ nói, ta không có pháp lực, đều là họ nói vậy. Sao, ngươi sợ rồi sao? Ha 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 ha, ngươi coi thường ta quá, dây chói tiên. May mà trước khi đi, tôi đã nghe lời lão già. Mang theo một bảo vật pháp thuật, quả nhiên là lão già, chiến lược xa vời, bị trói bởi dây chói tiên. Người bị giam cầm, sẽ bị phong ấn pháp lực, không thể nhúc nhích. Ta bó tay rồi, nhận tiền của người ta, giúp người ta trừ họa mà. Bây giờ ngươi, chỉ là một con chó bị người khác làm thịt. Ha ha ha, giỏi lắm, bốn đại hộ pháp, thế mà cũng dùng vật mà sư phụ tặng cho các ngươi để trói sư phụ. Nhưng bây giờ, với pháp lực của mình, muốn thoát khỏi dây trói tiên, vẫn còn một chút khó khăn. Cũng may, ta cũng đã chuẩn bị trước. Vợ ơi, em có nghe thấy anh nói không? Vợ ơi, anh đang dùng ý nghĩ để nói chuyện với em. Lúc nãy anh cứu em, đã truyền một nửa nội lực của mình cho em, bây giờ em cũng coi như là một cao thủ rồi. Bây giờ anh bị cái dây buộc tiên này trói lại, tạm thời có chút bất lực. Em không phải luôn muốn bảo vệ anh sao? Giờ đây em đã có sức mạnh thực sự. Bốn vị lão tổ của Tử Tinh Các thực ra là đệ tử của anh. Người này gọi là Đoạn Phi, là đệ tử của đệ tử anh. Nhớ lấy, em là phụ nữ của Thiên Tôn, là sư mẫu của họ. Thay mặt anh, dạy dỗ họ dùng. Tên khốn này, chết đến nơi rồi, mà vẫn cười được. Ta nói cho mà biết, sau khi bị dây buộc tiên ràng buộc, pháp lực của ngươi sẽ bị phong ấn. Bây giờ ngươi không khác gì người thường. Ngươi có tin ta một quyền gãy hết cả bốn chỉ của ngươi không? Tôi sẽ hành hạ ngươi đến chết. Không khác gì người phàm, lại không thể động đậy. Tốt quá, ta sẽ lấy nội đan của ngươi khi còn sống. Ngươi không phải muốn đấm tôi một cú chết đi được sao? Xin lỗi, bây giờ đến lượt ta đấm từng quả xuyên qua năm tạng sáu cơ của ngươi, lấy ra nội đan của ngươi. Ngươi dám không? Họ Dương, ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất hãy thả Ninh Trần, anh ấy là tổ sư của ngươi. Tại Tử Tinh Các, bốn vị trưởng lão gặp người đó phải quỳ gối chào. Một lát bốn vị trưởng lão đến, các người không ăn nổi phải tự lưu lạc. Ha ha, Sở Lan, tôi nhớ cô là một người rất nghiêm túc nhỉ. Sao theo người này sau học được cách giả bộ, dùng một số danh tính hư vô để lừa dối chúng tôi. Cô gái, tôi nói cô quá đáng thương rồi. Tôi biết cô cứu người rất nhiệt tình, nhưng cũng không thể nói lung tung được. Hắn là tổ sư của Tử Tinh Các, vậy sao đại sư huynh của Tử Tinh Các lại không nhận ra hắn chứ? Hắn là tổ sư của Tử Tinh Các. Ha ha, nếu cô cứ tiếp tục nói nhảm như vậy, đừng trách tôi. Không khách sáo nữa. Cô đã chết một lần, hãy trân trọng tương đương cuộc sống quý giá này đi, mau tránh ra cho tôi. Bắt đầu, tôi không ngại giết cô lần nữa. Người phụ nữ này, tôi sẽ dàn xếp chuyện giữa chúng ta. Cô gái này, trước mặt mọi người tát tôi một cái, tôi sẽ trả lại gấp ngàn, gấp trăm lần. Tôi sẽ tát cô 1000 cái. Tôi muốn cô ở đây, nhìn thật kỹ cho tôi. Cô Tống, nếu cô không nhắc tôi cũng quên mất, trước đây gã này đã đá tôi một cú. Hôm nay, tôi sẽ khiến hắn quỳ xuống đất, liếm sạch đế giày của tôi, để hắn thực sự tận hưởng một trận, thật là tìm cái chết. Tôi thực sự không muốn làm bẩn tay mình bằng máu bẩn thỉu của các ngươi, nhưng các ngươi đang chết, quá biết cách làm màu trước đám đông. Triệu Thiếu, cô ấy nói chúng ta là gì? Cô ấy nói chúng ta là những kẻ làm màu, nhảy múa trước đám đông. Đây là muốn lật chơi sao? Gia tộc Sở của cô, một gia tộc hạng ba, cũng dám lớn tiếng với tôi cho cô 3 giây. Quỳ xuống và đập đầu xin lỗi, xin lỗi, hoặc là tôi sẽ khiến cô bị đuổi khỏi Tỉnh Giang. Xin lỗi, đây là tự cô tìm đến, tôi cũng bất lực. Ban đầu, chỉ muốn đối phó với tên này, ai bảo cô cứ đâm đầu vào súng. Chồng tôi đã nói, tôi là người phụ nữ của thiên nhân, từ giờ trở đi chỉ có người khác quỳ gối trước tôi. Không có chuyện tôi quỳ gối trước người khác là lẽ thường. Như các người, phản sư diệt tổ loại bại hoại, làm sao có tư cách để tôi phải quỳ? Người nên quỳ là các người. Ngươi dám nói với ta như vậy, tìm cái chết. Ngươi dám đánh ta, ngươi điên rồi. Vợ à, nhẫn nhục chịu đựng bấy lâu, cũng đến lúc nên trả thù rồi.
tiểu thư nhà họ Tống, chẳng qua chỉ là một phàm nhân mà thôi, còn tôi, là sư mẫu của ông nội cô, càng là tổ tiên của cô dám đánh tổ tiên mình à, người phụ nữ này, tôi sẽ không để cô sống yên. Không thể nào, dây trói tiên này, đã trói được pháp lực của hắn, làm sao hắn vẫn có thể sử dụng phép thuật, người bị dây trói tiên trói lại, không thể nào có pháp lực, là người phụ nữ này, tự thân đã mang pháp lực, không trách được chúng ta vừa rồi, chạm nhẹ một cái, đã bị đẩy ra, hóa ra chỉ, trở thành người cao nhân có phép thuật, ở ngoài thế giới này, nó từ khi nào có phép thuật vậy, tôi hoàn toàn không biết. Tôi hiểu rồi, khi hắn, cứu cô ấy, hắn đã truyền phép thuật, cho cô ấy. Tôi nói, làm sao hắn bị dây buộc tiên phong ấn, mà không hề hoảng sợ, hóa ra có người giúp hắn, một người phụ nữ, dù có phép thuật, còn có gì nữa không, ông cứ thử xem, đáng giận. Đại sư huynh, đến lượt cậu rồi. Nếu đã thế này, thì hãy chuẩn bị nhận, đòn chí mạng của tôi, quyền phẫn nộ thiên lôi. Đại sư huynh, chiêu thức tự sát cuối cùng, đó là sử dụng hết, tất cả pháp lực của mình, đánh ra cú đấm mạnh mẽ nhất, nếu đối thủ không chết, thì sẽ không còn khả năng phản công. Cơ bản là tự sát cùng đối thủ, tuyệt quá, cú đấm này xuống, chắc chắn biến thành một vũng máu, vậy tôi, không phải không còn vợ sao? Cô gái này bây giờ, đều như thế này, cậu có thể kiểm soát được cô ấy không? Chết là tốt nhất, quyền lưu hán giận trời, hãy phá vỡ nó cho ta. Vợ ơi, không sao chứ? Tay hơi đau một chút. Đây là tình huống gì vậy? Làm sao mà, vẫn bình an vô sự? Tuyệt đối không thể nào, vậy em, hãy dạy cho tên nhóc này, một bài học, được. Còn đứng đấy làm gì, đi tự tinh các gọi bốn đại trưởng lão ra khỏi ẩn cư. Chỉ có họ mới có thể, chữa được người phụ nữ này, chồng à. Em sẽ không giết người chứ. Cái này à. À đúng rồi, chúng ta còn có việc quan trọng cần xử lý. Đúng, kẻ này giết sư đoạt đan kẻ phản bội. Có thể giết, sư cô, tôi khuyên cô, vẫn không nên hành động bốc đồng. Đợi bốn đại trưởng lão đến tôi có thể khiến họ, tha cho cô một lần, chết đến nơi còn dám, nói những lời điên rồ. Chỉ là tùy tiện, học được một chút yêu thuật, dám đối đầu với bốn vị trưởng lão. Chỉ cần một sợi dây, có thể trói được, tên khốn này, không thể động đậy. Cô nghĩ, cô dựa vào cái gì? Cô có biết không, cái dây trói tiên này, là chồng tôi. Đưa cho bốn vị trưởng lão, cô đang khiến mọi người, cười sao, đại sư huynh của mọi người đã nói, tại tử tinh các không có, tổ sư, cô có xấu hổ không? Có vẻ, hai cái tát vừa rồi, chưa khiến cô tỉnh ngộ, tôi sẽ xem, khi bốn vị trưởng lão đến, cô còn kiêu ngạo thế nào, cô cứ đợi mặt mình bị hủy hoại đi. Được. Tử tinh các, bốn vị trưởng lão đến. Xin lỗi, hôm nay các người chết chắc rồi. Là ai đã giết, học trò của tôi, bẩm báo với lão tổ, chính là người phụ nữ này, tôi không phải đã cho hắn, dây buộc tiên, làm sao còn có thể xảy ra chuyện, xin lỗi, dây buộc tiên của ngài, chỉ trói được đàn ông, không ngờ người phụ nữ này, cũng biết phép thuật, vì vậy, đồ đệ yêu quý của ngài, bị giết. Không sai, cô ấy không chỉ giết, đồ đệ của ngài, mà còn tuyên bố khiến cho các ngài, nhận lỗi với cô ấy, hôm nay ngài, nhất định phải thu dọn cô ấy, làm sao có chuyện này. Thế giới này lại có, người kiêu ngạo đến thế, bốn vị trưởng lão hôm nay, sẽ bị chém thành vạn mảnh, người nói to lớn thế, trưởng lão, chính là người phụ nữ này, cô ấy còn ngạo mạn nói, rằng cô ấy là sư mẫu của các người, một mụ phù thủy như cô, còn dám mê hoặc mọi người, vậy hôm nay chính là ngày cô chết, ôi, không phải sư mẫu sao, không phải nói là phải quỳ xuống sao, không phải rất ghê tởm sao, bốn đại trưởng lão tự tinh các, tôi khuyên các người bây giờ nên quỳ xuống, và xin lỗi người bên trong. Các người còn cứng đầu, đừng trách ta, không nhắc nhở các người. Ha ha ha, nếu chúng tôi không quỳ, và đi vào bên trong sẽ ra sao? Có lẽ, có thể sẽ chết. Ồ, thật sao? Vậy tôi càng phải đi vào, xem bên trong cuối cùng là, tên nào, sau đó từ từ dọn dẹp, đi thôi. Đây là tình huống gì? Trưởng lão, các người đang làm gì vậy? Tử tinh các không phải là... Các người quỳ hắn làm gì? Chẳng lẽ, họ, thật sự là đệ tử của hắn? Bốn đại trưởng lão, bái kiến thiên tôn. Xong rồi, giờ thì hết rồi, các người nói xem, tôi có phải là, không hợp để nhận đệ tử,
tôi đã biến một người thành đệ tử hư hỏng, nhưng lại muốn giết thầy để cướp đan. Tôi đã nhận các người, bốn vị trưởng lão, còn trao tặng bảo vật yêu quý của mình, dây buộc tiên cho các người, nhìn xem, lại dùng nó để trói thầy. Thiên Tôn hiểu lầm rồi, hiểu lầm, chúng tôi thực sự không biết, đó là người, tôi tưởng rằng đó là một số kẻ xấu trong giang hồ, tôi chỉ muốn trừng trị cái ác, làm sao tôi có thể ngờ là ngài, vậy ngươi còn đứng đó làm gì, còn không mau, giải dây thừng ra. Nói đi, người này các ngươi cứu được, bẩm báo Thiên Tôn, năm xưa lão gia tộc họ Triệu, để xây dựng Tử Tinh Các, đã quyên góp tiền của, chúng tôi cứu người, cũng coi như trả ơn, nhận tiền chưa? Không, không có, lúc nãy người kia, học trò họ Đoạn của ngươi lại nhận tiền, các ngươi không nhận, tôi hỏi lần cuối. Nhận tiền chưa? Nhận, nhận rồi, vợ ơi, ừ. Đi tát hắn một cái, phải tát ư, anh ta vừa, mỉa mai sư phụ là một tên khốn, không nên tát sao, đúng, nên tát. Còn buồn cười không, trong mắt cô, lão làng của Tử Tinh Các, tôi đã tát một cái, không có phản ứng gì, sao không nói gì? Không phải muốn hủy dung mặt tôi sao? Sao không nói gì? Không phải muốn hủy dung mặt tôi sao? Được rồi vợ yêu, trước hết hãy bình tĩnh, để anh xử lý. Các người trước hãy đứng dậy đi, trước đây tôi đã yêu cầu các người điều tra, về người phụ nữ của Ngũ Âm, kết quả thế nào? Bẩm báo Thiên Tôn, trên đảo Nam Hồ, có một chiếc gương thông linh, có thể dùng để bói toán và dự đoán, ngài có thể thử xem. Được, vậy tôi sẽ xử lý kẻ nghịch tử này. Sư phụ, tất cả là do hắn xúi giục con. Con luôn luôn trung thành với ngài, xin ngài tha mạng cho con, Thiên Tôn đại nhân, dù tôi muốn cưới Sở Lan. Nhưng tôi không hề muốn giết ngài, dù tôi có tội. Nhưng tội không đến mức tử hình, không muốn lấy mạng của tôi, vậy tại sao cậu dám dùng tôi để thử thuốc? Tất cả là do cô ấy. Là cô ấy sai tôi làm. Muốn giết muốn làm gì, tùy ngươi, còn ngươi, tội không đến mức tử hình. Nhưng ngươi, giết thầy đoạt đan của ông nội, phải chết. Bội thầy diệt tổ, tội đáng chết vạn lần. Gia đình Bạch ở Kinh Thành, Bạch Nhược Tuyết đến. Nhiều năm đã trôi qua, anh vẫn thích đánh nhau và giết chóc. Làm sao cô tìm được nơi này, phù hiệu Ngọc Long của tôi, tại sao lại không phản ứng? Anh có thể ẩn giấu nội lực, âm thầm biến mất nhiều năm như vậy. Tại sao tôi không thể ẩn giấu nội lực, để đến bắt anh, Ninh Trần, cô ấy là ai, tôi là ai? Tôi chính là hôn thê của Ninh Trần, cô, vợ, đừng nghe cô ấy nói bậy, năm nạn thiên nhân của anh, chính là do người phụ nữ ma quái này, gây ra cho anh, cô ấy khiến anh mất hết pháp lực, và trở nên già nua, Ninh Trần, nếu tôi không nhầm lẫn, đây chính là người mới của anh phải không, trông không tồi, rất xinh xắn. Ôi, không ngờ đấy, cô nàng này còn có phép thuật nữa chứ, anh truyền cho cô ấy à, anh không phải muốn với cô ấy, sống trường sinh bất tử, chăm sóc nhau mãi mãi sao? Vợ ơi, buông cô ấy ra. Vợ ơi, em không sao chứ? Vợ, em không sao chứ? Tôi chỉ là véo cổ cô ta một cái, anh lại thấy xót xa như vậy, nếu như tôi giết cô ấy. Anh không phải sẽ đau lòng chết mất sao, cô dám? Có vẻ thật sự không dễ giết, dù sao bây giờ cô ta là điểm yếu của anh, tôi sẽ tận dụng cô ta, có thể anh sẽ nghe lời hơn, đúng không? Nghe đây, kể từ khi tôi đến, ông không cần phải chết. Vâng, đạ tạ nữ hiệp, ân cứu mạng, Tống gia ở Giang Thành phải không? Nếu không có các người, tôi thực sự không thể bắt được hắn, thêm vào đó Bạch gia tôi, và các người có quan hệ làm ăn với nhau, vì vậy, ông có thể sống. Cảm ơn ân nhân, song Vạn Sơn tôi, đã sớm nghe danh, Bạch gia ở Kinh Thành, là một dòng họ danh gia vọng tộc, hôm nay tôi có dịp gặp mặt, và đã trở thành ân nhân cứu mạng của tôi sau này, sẽ vì cô, leo núi giao lội biển lửa, không thể từ chối. Bạch Nhược Tuyết, cô có biết cô đã cứu loại người như thế nào không? Tức giận rồi sao, điều này không thể trách tôi. Dù sao, nếu anh sớm thành hôn và tu luyện cùng tôi, thì không có chuyện như hôm nay rồi. Cô đừng mơ mộng hão huyền, năm xưa Bách Long Điện cô, diệt sạch dòng tộc của tôi, giết cha mẹ tôi, còn áp đặt lên tôi, lời nguyền ngũ suy thiên nhân. Cô còn mơ mộng kết hôn với tôi, bạn thực sự là mặt dày không biết xấu hổ. Anh dám nói chuyện với tôi vậy sao? Anh muốn chết à, muốn chết? Cô không nỡ để tôi chết đâu, tôi chết, làm sao làm dược liệu của cô, có thể luyện thành âm dương huyền kinh, tôi thực sự không nỡ giết anh, nhưng không có nghĩa là, tôi không nỡ giết cô ta, đôi khi cái chết không phải là điều đau đớn nhất trên thế gian này, mà là việc phải nhìn người mình yêu, chết thảm trước mắt mình, trong khi bản thân cảm thấy bất lực. Vợ, Ninh Trần, bây giờ tôi cho anh hai lựa chọn, hoặc là,
cưới tôi và cùng tu luyện ngay bây giờ, hoặc là, nhìn cô ta chết trước mắt anh, đừng mơ. Đây thực sự là một đại cao thủ, hắn đã phản công hết sức mình, nhưng không làm tổn hại cô một chút nào, có người như cô ấy ở bên cạnh, còn sợ ai nữa đây? Ha ha, thực sự là ánh sáng cuối đường hầm, đây là ý trời giúp đỡ Tống gia của ta. Ha ha, Ninh Trần, ngũ suy thiên nhân, đặt trên người anh, không phải để chơi đùa đâu, anh đừng lãng phí thời gian nữa, nếu không tôi sợ rằng, người yêu của anh, không chịu đựng nổi. Vợ, xin lỗi em đã bảo vệ anh lâu như vậy, thậm chí không tiếc mạng sống, nhưng anh không thể cho em một tương lai. Thiên Tôn, hãy dẫn sư mẫu chạy đi, chúng tôi, sẽ giữ cô ta lại, các ngươi. Là tứ đại hộ pháp của Thiên Tôn, bảo vệ người là trách nhiệm của chúng tôi, mau chạy đi. Hôm nay có vẻ như bốn người các ngươi, không muốn sống nữa hả? Chết đi. Chồng ơi, anh sao vậy, bốn đại hộ pháp, đã chết. Bốn đại hộ pháp, đã dũng tính mạng cứu chúng ta, vợ. Bây giờ không phải là lúc cần phải buồn, chúng ta cần phải đến, đảo Nam Hồ, tìm Gương Linh, sau đó. Làm cho Gương Linh hiện ra khuôn mặt của nữ ngu âm. Chỉ có cô ấy mới có thể phá lời nguyền ngũ suy thiên nhân của anh. Đúng rồi, để ẩn mình, chúng ta cần phải ẩn nội lực. Đi thôi. Chúng ta đến lãnh địa của đảo Nam Hồ để tìm Gương Linh. Này, ai đấy, dám xông vào hắc hổ đường của ta. Chúng tôi đến tìm Gương Thông Linh. À, các người đến xin Gương Thông Linh sao? Được được, có mang tiền không? Cái này, còn cần tiền à? Đúng vậy. Chẳng lẽ miễn phí hả? Vậy, bao nhiêu tiền, phải xem cô xin cái gì? Thường thì những thương gia, đến xin một chút vận may, tài lộc gì đó, thì cũng phải vài triệu. Cô đang cần gì vậy? Tôi đang tìm người sao, thì phải chục triệu, đây là kiểu tìm người gì vậy? Rõ ràng là cậu đang cướp tiền mà, đừng nói nữa. Anh trai, 10 triệu, cũng được, nhưng tình hình của chúng tôi, có chút đặc biệt, anh xem, có thể cho chúng tôi mượn cái Gương Thông Linh trước. Rồi sau đó, chúng tôi sẽ đưa tiền cho anh, đừng lo, 10 triệu này, tôi sẽ trả cho anh, đến đường hắc hổ của tôi, để viết giấy nợ à, tôi lần đầu tiên nghe thấy điều này. Thế này nhé, cô hãy đặt cọc trước, đặt cọc, đúng, bây giờ chúng tôi sắp đi ăn. Cô để tên này ở đây một lát, cô đi với tôi và uống vài ly, coi như là đặt cọc. Dù sao cũng phải biết rằng hổ gia của tôi, thường thì chưa bao giờ, mở cửa sau cho ai. Ta cho ngươi 10 giây, hãy đưa Gương Linh cho ta, ta có thể thưởng cho ngươi một ít tiền. Mày muốn chết à, dám nói chuyện với đại ca tao như vậy. Ninh Trần, bỏ đi, nếu như anh vạch trần năng lực của mình, để họ truy sát, thì không phải là xong đời sao? Không cần dùng đến nội lực, kỹ năng quyền cước của tôi, đối phó với vài tên tiểu tốt này, không phải là dễ dàng sao? Dám nói chúng ta là tiểu tốt, mày muốn chết à? Được lắm thằng nhóc. Có 2-3 phần võ nghệ, nhưng ta nói cho ngươi, ngươi đã xong đời rồi, dám đến đảo Nam Hồ gây sự, ngươi là người đầu tiên, ngươi biết người quản lý khu vực này, là ai không? Đảo Nam Hồ thuộc về Tọa Sơn Điêu. Hóa ra cô cũng khá hiểu biết đây, nhanh, đi báo với Điêu gia, có người đang gây sự. Sợ chưa, bây giờ đã hối hận chưa, sợ rồi sao? Muộn rồi, ta nói với các người, biết bao nhiêu thương gia gặp ta, đều phải cúi đầu nịnh bợ đưa tiền lấy lòng, còn các người. Hôm nay lại dám ở đây đánh người gây sự, tôi nói cho mà biết. Đợi chút nữa Điêu gia đến, có thể các người sẽ chết ở đây. Anh trai, Sở gia tôi và Điêu gia, cũng có quen biết, chúng tôi cũng coi như là đối tác. Không cần thiết, làm to chuyện như vậy. Điêu gia chúng ta, có rất nhiều người hợp tác. Các người tính là cái gì? Điêu gia, là nhân vật có vài vế, mới có thể cho đối phương 20% lợi nhuận. Các người nói xem, các người nhận được lợi nhuận, có vượt quá 20% không? Không, ngay cả 20%, cũng không có, còn mặt mũi nói có hợp tác với Điêu gia à, các người còn không đáng làm người, tôi nói về Điêu gia, ở chỗ tôi nhận được không đến 20%, ha ha ha. Này, đã nghe chưa, hắn nói hợp tác với Điêu gia của chúng ta. Điêu gia nhận được 10%, ha ha ha, nếu Điêu gia nghe thấy lời này, sẽ chặt đứt tay chân của hắn luôn. Điêu gia đến rồi, tên không biết điều nào, dám tới lãnh địa của ta gây rối. Điêu gia, một cặp tình nhân. Người đàn ông là một ông già ngồi xe lăn à? Không, đều là người trẻ. Vậy ta muốn xem, rốt cuộc là ai không? An gan báo tìm gấu, chính là họ, không chỉ đánh người của chúng ta,
còn nói một cách điên rồ rằng, họ có hợp tác với anh, họ chiếm 90%, anh chỉ có 10%. Thật là trùng hợp, Tọa Sơn Điêu, lại gặp nhau rồi, đại nhân. Ngài trở nên trẻ trung hơn, sao ngài đến không báo trước, tôi có thể tiếp đón ngài. Không phải ông có tiểu đệ, tiếp đón sao, vừa mới nói đấy, gọi vợ tôi, vào trong uống một chén với hắn. Đại nhân, sư mẫu. Tôi mù quáng không nhận ra đại nhân. Xin hai vị tha lỗi, thôi đứng dậy đi. Vì, người là người của Tọa Sơn Điêu, ta cũng nên cho một chút mặt mũi. Tọa Sơn Điêu, chỗ này của cậu, có không ít bảo bối nhỉ, dùng một hương linh tìm người giá 10 triệu, như thế, hôm nay tôi đến gấp, không mang theo tiền. Ghi nợ nhé, ngài, muốn chơi khăm điêu gia của tôi à, tôi đâu dám lấy tiền của ngài, ngài cứ tự nhiên sử dụng, đi, đưa gương thông linh lên đây. Nhanh lên. Đây chính là gương thông linh, vâng, có thể dùng để bói toán một số thứ, Ninh Trần, vậy anh thử xem. Thế nào, không có kết quả à, người phụ nữ có ngũ âm truyền thuyết, thật là bí ẩn. Ngay cả gương thông linh, cũng không đoán được. Thật là trùng hợp, người trong mộng của tôi, cũng gặp được ở đây, Bạch Nhược Tuyết, sao cô tìm được chỗ này, ẩn giấu nội lực, thật ra, cũng hơi khó tìm, nhưng có người tên là Triệu Phương nói, anh nên ở trên đảo Nam Hồ, tôi liền đến đây thử xem, không ngờ, lại thật sự gặp được anh. Triệu Phương đáng chết này, biết thế, ta đã giết người trước, giết anh ta. Hôm nay là lễ cưới của người ta, anh đánh người ta, còn làm hỏng đám cưới, cô dâu bị cướp mất rồi. Anh không thấy, anh quá đáng sao, nói thật đấy, tôi còn không nhìn nổi nữa. Vì vậy tôi quyết định, giúp đỡ anh ta, nói đi, cô muốn thế nào, tất nhiên là cướp lại cô dâu về. Thả cô ấy ra, đừng lo, tôi sẽ không giết cô ấy đâu. Bạch Nhược Tuyết, cuối cùng cô muốn làm gì? Hôm nay, con trai Triệu gia đã chuẩn bị xong xuôi cho đêm tân hôn. Anh lại đến cướp cô dâu, đã được lấy lại, hơi không đúng lắm, ngày mai, anh phải bồi thường cho người ta, nhìn người mình yêu, bay cùng người khác, tương kính như tân, chẳng phải so với giết cô ấy, còn đau đớn hơn sao? Bạch Nhược Tuyết, xem như tôi xin cô, chuyện này, không liên quan đến vợ tôi, cô có thể tha cô ấy được không? Tha cho cô ấy được, ngày mai trước mặt mọi người, cầu hôn tôi, hứa trước trời, suốt đời chỉ trung thành, và tuân theo tôi một mình. Ninh Trần, đừng. Em đã vì anh, chết đi một lần rồi, em không sợ chết, chỉ cần chúng ta yêu nhau, thì có gì đáng ngại. Sở Lan, cuộc đời này, anh nợ em quá nhiều, nếu em không biết anh, cuộc sống của em chắc chắn sẽ vô cùng hạnh phúc và viên mãn, anh muốn em sống. Phải sống thật tốt, mẹ em nói đúng, một người như anh. Không xứng đáng, tôi hứa với cô, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị, 3 thư 6 lễ. Cầu hôn cô. Cuối cùng cũng nhận ra, được. Ngày mai 10 giờ, mong sự xuất hiện của anh, dẫn người phụ nữ này đi, vâng. Tại sao trời, lại hành hạ tôi như vậy, tại sao? Đại nhân, gương thông linh dưới chân ngài, sáng lên rồi. Hóa ra, người ta luôn tìm kiếm, người của Nam Uẩn. Thực ra luôn, ở bên cạnh ta. Trời không diệt ta. Tọa Sơn Điêu, ta muốn mượn một thứ từ ngươi, sau này sẽ trả lại. Đại nhân nói vậy là xem thường tôi rồi, có thể giúp được đại nhân, là vinh hạnh của Tọa Sơn Điêu tôi. Được, sau này, chức vị tướng quân của Giang Thành, do ngươi đảm nhiệm, cảm ơn đại nhân. Bây giờ là mấy giờ rồi, cuối cùng có đến không vậy? Tôi đang, nóng lòng chờ đêm tân hôn. Điện hạ, người đó, có thể sẽ không đến chứ, dù sao, anh ta sống nhăn răng, bấy nhiêu năm nay, đến bây giờ, vì một người phụ nữ. Đã bao lâu rồi, dự định là lúc 10 giờ, đã quá nửa tiếng rồi, có vẻ như hôm qua, sự hiện diện của hắn, đều là giả tạo, vậy thì tôi không thể trách được, Triệu Thiếu, chúc mừng hạnh phúc, điều này còn phải cảm ơn, nữ thần Bạch, cuối cùng cũng có người yêu, đến được với nhau, quanh co mãi, một vòng lớn như vậy, chúng ta, cũng đã đạt được kết quả mong muốn, đừng lo, anh sẽ tốt với em. Đừng đợi nữa, tiểu tử, chỉ là kẻ phụ bạc, trước đây còn tuyên bố rằng, con là người của Thiên Tôn, kết quả khi gặp nguy hiểm, hắn chạy nhanh hơn ai hết. Đúng vậy, chị, mau vào phòng tân hôn đi, nữ thần kia, không phải là người dễ đối phó. Phải đấy, 4 vị trưởng lão đó, đều bị cô ta đánh bại. Nếu chị phản kháng, nghiền chết chị, giống như nghiền một con kiến.
Vậy thôi, Ninh Trần, chỉ là không muốn yêu nữ kia, luyện thành công phu tà môn mà thôi, tôi không trách anh ấy. Triệu Phương, tôi đi với anh. Tô Gia, Ninh Trần, mang theo lễ vật đến, xét tiền mặt 8.8 tỷ, trái tim pha lê của Đại Dương, một chiếc vòng cổ, biệt thự Vân Đỉnh Sơn Trang. Một căn biệt thự, một viên ngọc Long Châu Bắc Mạc, một hũ cho. Xin lỗi mọi người, chuẩn bị những thứ này, mất quá nhiều thời gian, xin lỗi mọi người phải đợi. Hôm nay tôi muốn anh đến, là để anh cầu hôn tôi, không ngờ, anh thậm chí còn dám tặng hoa, cho người phụ nữ khác. Trước mặt tôi, nữ thần, tôi thấy anh ta không có lòng dạ chân thành với cô. Đúng, tôi thấy tiểu tử này, chỉ toàn vẻ khinh người, ta thấy các ngươi, thật sự là những kẻ vô dụng, Sở Lan nuôi ta, bấy nhiêu năm rồi, luôn luôn trung thành với ta. Chăm sóc ta một cách tỉ mỉ, ta không tặng cô ấy một bó hoa nào, bây giờ khi ta sắp rời đi, tặng một bó hoa, chẳng lẽ quá đáng sao? Hay là, Bạch Nhược Tuyết, cô muốn mọi người biết rằng, cô là người nhỏ nhen, hỗn xược, sao ngươi dám nói Bạch Thần? Là người nhỏ nhen, cũng không nhìn xem, ngươi bây giờ là gì? Tống Tiểu Thư, ngày xưa tạo nên bao sóng gió, bây giờ lại là tay sai, cũng khá là có phong cách, tôi nói cho cô, người không có tâm là cô. Và ông của cô, Bạch Nhược Tuyết. Không hề ngăn cản tôi tặng hoa, vậy thì cô ấy không phải người hẹp hòi, sao, cô muốn mượn tay giết người à? Được thôi, lát nữa tôi sẽ tự mình dạy cô, Bạch Nhược Tuyết, tôi muốn nói vài lời với Sở Lan, được không? 30 giây, nữ thần, cô nhất định phải cẩn thận, anh ta có thể có âm mưu gì đó, chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi, dù anh ta có mưu đồ gì, thì sao nào, đợi tôi tu luyện thành Kinh Âm Dương Huyền, Triệu Thiếu. Người phụ nữ đó vẫn là của anh. Bạch Thần, còn chuyện tốt hơn nữa sao? Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, bình yên vô sự, tôi không yên tâm được. Ha ha, sao anh lại đến đây? Anh không nên đến đây. Vợ ơi, thực ra em là người của Ngũ Âm. Thật sao? Chính xác, hôm qua gương thông linh đã xuất hiện, hình dáng của em, máu của em, có thể giải được tiên nhân ngũ của anh. Thời gian đã đến. Nói những lời ngon tiếng ngọt gì đấy? Không nói gì cả, tôi bảo cô ấy rời khỏi đây. Và bắt đầu lại cuộc sống mới. Nói đi, chuyện ba thư sáu lễ kìa. Những món quà phía trước, tôi còn khá thích, thấy anh đã rất chân thành. Nhưng cái hũ cho cốt này, là có ý gì? Tặng cho tôi à? Tôi muốn tặng cho cô. Nhưng cô xem, tôi có khả năng đó không? Bây giờ tôi đang bị tiên nhân ngũ phong ấn. Sống không bằng chết, tôi đã nói là sẽ quy thuận với cô. Cái hũ cho này, là dành tặng cho nghịch tử của tôi. Bạch Thần, tôi đã nói ra hết. Tôi có thể sống. Hắn ta, đánh vào mặt cô trước mọi người. Làm nhục cô, rõ ràng là chống lại cô. Bạch Thần, Tống gia của chúng tôi đã dốc toàn bộ nguồn lực về phía của cô, nếu như dưới ánh mắt của đám đông, thực sự bị giết chết, điều này về mặt danh dự của gia đình cũng không đẹp chút nào. Thật là một lòng trung thành, cụm từ này cũng xứng được gắn lên người cô. Giết thầy cướp đan, những việc phản bội như thế cô cũng làm được, cô còn mặt dày nói cô một lòng trung thành. Bạch Nhược Tuyết, đừng quên tôi cũng có nội đan, người sống mãi cẩn thận kẻo nuôi hổ rồi gây họa. Ninh Trần, hôm nay tôi muốn anh đến là để làm gì, anh còn nhớ không? Hôm nay tôi muốn anh đến là để anh trước mặt mọi người cầu hôn tôi và sau đó hoàn toàn phục tùng tôi. Anh biết phục tùng nghĩa là gì không? Không phải để anh bây giờ tự cao tự đại đứng đây và đặt điều kiện với tôi, nếu đệ tử này phản bội không chết tôi sẽ cảm thấy khó chịu trong lòng, dù sao đi nữa tôi cũng sẽ kết hôn với bạn, người đồng tu với tôi. Nhà họ Sòng của anh ta mất rồi, sẽ còn Trương gia, có Lý gia, nhưng tôi thì không. Kinh Âm Dương Huyền của cô, đừng mơ tu luyện thành công. Hoàng tử làm sao bây giờ? Anh ta đang tự tử. Ông ta là một cửu dương thể, hiếm có trong ngàn năm. Nếu dương khí tán hết, thì bao nhiêu năm ngài tìm kiếm anh ta, không phải đều uổng phí sao? Anh vừa rồi không phải thích chơi, mượn dao giết người sao? Bây giờ tôi sẽ dạy anh trực tiếp. Bạch Thần, Tống Vạn Sơn tôi, dâng hiến, tất cả tài sản của Tống gia. Chỉ mong nữ thần, cho tôi một con đường sống. Từ nữ thần, cô đã nói ông tôi, có thể sống, cô không thể thất lời hứa. Không cần hoảng sợ, tôi đã hứa với anh ấy sao? Bạch Nhược Tuyết tôi, là một loại khao khát kiểm soát hoàn hảo. Giết cha mẹ người ta, hủy diệt môn phái của họ, diệt trừ đồ đệ của họ, cuối cùng vẫn phục tùng ta. Đây là một loại, cảm giác tuyệt vời như thế nào? Nếu nói, tôi bị đe dọa bởi cô, thì tôi Bạch Nhược Tuyết, sao còn cần khao khát kiểm soát hoàn hảo nữa? Có ích gì, nhớ kỹ, Ninh Trần. Anh chỉ là dược liệu của tôi Bạch Nhược Tuyết, và đồ chơi, nói hay lắm, nữ thần, cô tự cao tại thượng,
sao có thể bị món hàng như vậy uy hiếp? Nếu kẻ phản bội kia không chết, thì tôi sẽ chết, tôi sẽ tự bạo dạ dày và chết. Sống có thể hơi khó, nhưng chết có khó gì? Thật đáng tiếc, cuốn kinh âm dương huyền của cô, đừng mong luyện thành được. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Gã này, có vẻ như đang tự sát. Trước mặt Bạch Nhược Tuyết ta, đôi khi muốn chết, cũng không phải muốn là được. Dây chói tiên. Hôm qua giết mấy ông già kia, rơi ra bảo vật, nghe nói rất hữu dụng. Không chỉ có thể chói người, mà còn có thể chói cả pháp lực. Thứ này không thể chói được tôi, nhưng chói anh bây giờ, thì quá dư sức. Anh nói cho tôi biết, anh muốn chết như thế nào? Cô thật là vô liêm sỉ, chết không có chỗ chôn. Có vẻ như anh không phải là người thành tâm phục tùng tôi. Nhưng không sao, có dây chói tiên này, tôi không luyện được sao? Âm dương huyền kinh. Nhưng cách này, lừa dối và phản bội tôi, khiến tôi rất tức giận. Có vẻ như giữa anh có một số mối thù cá nhân chưa được giải quyết. Vậy hôm nay, có thù thì báo thù, có oán thì báo oán. Bạch thần, thực sự có thể sao? Anh ta không phải là cô. Nếu anh ta nghe lời, phục tùng một cách ngoan ngoãn, tôi có thể cân nhắc, nuôi anh ta bên mình, như một con chó của tôi. Nhưng mọi người cũng đã thấy, anh ta thà chết, chứ không chịu phục tùng tôi. Vậy anh ta chỉ có thể làm một dược liệu, đợi tôi tu luyện thành âm dương huyền kinh, người ta sẽ ném cho các ngươi nội đan, tự mình lấy đi. Thực là ân sủng của trời cao, cán cân chiến thắng vẫn nghiêng về chúng ta. Ta hỏi ngươi, ngươi không phải là muốn mạng của ta sao? Còn nói muốn đánh ta từng quả một, ngươi đánh ta đi, dù ngươi là thiên tôn thì sao? Nhớ kỹ, Tống Vạn Sơn ta luôn là thắng thiên bán tử, mau quỳ xuống đập đầu xin lỗi ta. Ông ta bảo ngươi quỳ, không nghe thấy à? Từ xưa đến nay, luôn luôn chỉ có đệ tử quỳ sư phụ. Làm sao có sư phụ quỳ đệ tử được? Thế nào, ngươi theo yêu nữ này dám thay đổi thiên lệ sao? Ngươi dám gọi Bạch Thần là yêu nữ? Ngươi muốn ăn đánh à? Đồ đàn bà đáng chết, người đàn ông của ta cũng dám chạm vào. Ngươi cũng cuốn. Vợ ơi, em không sao. Thật sự là dành cho những cặp vợ chồng yêu nhau, ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Ninh Trần lại thích ngươi như vậy. Nhưng ngươi ở trên đất của ta, ngay trước mặt ta, đánh người của ta, có phải hơi quá không? Bạch Nhược Tuyết, ngươi có biết cái tát vừa rồi có nghĩa là gì không? Có nghĩa là chỉ cần một tát nữa, ngươi có thể chết được rồi. Không, ngươi nhầm rồi. Có nghĩa là cái tát ngươi vừa ra sẽ đẩy bản thân mình vào vực thẳm của địa ngục. Làm sao đến lúc chết mới biết sợ, vẫn còn tâm trạng đùa giỡn? Ý ngươi là ngươi có thể giết ta? Ta không thể, nhưng anh ấy có thể. Không phải ta xem thường hắn ta, dù ta giải thoát hắn khỏi dây chói, thả hắn ra, ta giết chết hắn, vẫn như giết chết một con kiến. Đơn giản như vậy, một kẻ bị ngũ thiên nhân, có thể gây ra sóng gió gì? Hắn không thể làm nên chuyện gì. Đây là lý do ngươi thách thức mọi thứ. Nếu ta nói, ta đã phá vỡ lời nguyền của anh ấy. Thế thì sao? Cô ta vừa nói gì cơ? Cô ta nói, cô ta có thể phá vỡ lời nguyền. Ta vừa rồi, đã chụp vào ngực ngươi, không phải là vào đầu ngươi. Làm sao ngươi còn mơ mộng vớ vẩn được? Lời nguyền này là lời nguyền độc nhất vô nhị, ngay cả người làm ra cũng không thể phá vỡ lời nguyền này. Theo truyền thuyết, cách duy nhất để giải lời nguyền này là tìm kiếm người phụ nữ của ngũ âm. Nhưng người phụ nữ của ngũ âm khó tìm hơn so thể cửu dương. Người ta nói chỉ xuất hiện một người mỗi 10.000 năm. Vậy thì các người thật sự xui xẻo. Ngũ thiên nhân, tan biến đi. Tiếp theo, nội lực mạnh mẽ đang tụ hồi. Anh ta sẽ không, anh ta không thể làm điều này. Không thể nào, hoàn toàn không thể. Làm sao cô ta có thể là người phụ nữ của ngũ âm? Đã hết chưa? Có hết không? Nhìn phản ứng của họ là biết ngay. Rõ ràng là đang hoảng sợ. Ta hoảng. Đừng tỏ ra mạnh mẽ mặt ta. Ta tỏ ra mạnh mẽ. Được, vậy cứ đánh ta đi. Ngươi đúng là tự tìm đường chết. Cái này, làm sao có thể? Xong rồi, lần này xong rồi. Chủ nhân Điện Bạch Long chỉ có vậy thôi sao? Có lẽ người luyện được âm dương huyền kinh có thể giết được ta. Nhưng mà, đã quá muộn. Cho dù ta bị thiên nhân ngũ thiên nhân, nhưng những năm này, ta luôn không ngừng nâng cao bản thân, chờ lời nguyền này được phá bỏ. Ta nhất định sẽ báo thù máu xương. Bạch Nhược Tuyết, ta hỏi ngươi, bây giờ ta còn là đồ để ngươi chơi đùa không? Hay là một con chó ngươi có thể dễ dàng thuần hóa? Có vẻ như chủ nhân của Bạch Long Điện cũng sợ chết. Ta không bao giờ đánh phụ nữ. Bạch Nhược Tuyết là người đầu tiên, vì ta đã không còn coi cô ta là con người nữa. Còn đây là người thứ hai. Vì ngươi không phải người,
cái tát thứ hai này. Ta dành cho vợ ta, và những vị lão lãnh đạo, đã qua đời. Và quả đấm cuối cùng này. Ta dành cho bản thân mình. Mẹ, các đệ tử đã qua đời. Mối thù này. Tôi đã báo. Vợ ơi, em không thực sự nghĩ rằng, những món quà này, là anh dành cho cô ta chứ. Suốt những năm này, em đã chăm sóc anh lâu như vậy. Anh chưa bao giờ tặng em, bất cứ thứ gì, những thứ này, tất cả đều chuẩn bị cho em. Những thứ này, em không quan tâm, chỉ cần anh an toàn là được. Làm sao có thể không cần chứ? Đây là, tấm lòng của anh bấy lâu nay. Không thì, để tránh bị mẹ vợ, em rể chê, anh là một kẻ vô dụng. Không làm được gì, chỉ biết làm phiền Sở gia, gây rắc rối. Con rể quý, à không, ngài thiên tôn ạ, lúc đó, chúng tôi đã không nhận ra, ngọc quý giữa đám sỏi. Tôi đã, gây ra nhiều hiểu lầm, đúng, thiên tôn ạ, chúng ta, là gia đình mà, vô tình gây ra một số rắc rối, dùng ta làm thí nghiệm. Mua cho ta bảo hiểm khổng lồ, khi ta bị bắt nạt, không ai đứng ra bênh vực ta, không một lời nào, tất cả những điều này, đều là hiểu lầm, chúng tôi không sợ, bị trả thù, ý các người là, bây giờ không sợ nữa. Thiên tôn, chúng tôi thực sự biết mình đã sai, ngài, vì chị tôi, xin hãy tha mạng cho chúng tôi, đúng vậy, con gái. Con hãy, nói giúp mẹ và em, xin cứu xét. Được rồi, ta nể mặt, vợ ta. Và tha cho các người, từ hôm nay, các người phải đến viện dưỡng lão, làm tình nguyện viên 3 năm, để chuộc lỗi, cảm ơn đại nhân. Mau đi thôi. Triệu thiếu. Người định đi đâu, đại nhân, là tôi không có mắt. Xin ngài tha cho kẻ vô dụng này. Tôi còn chưa lấy vợ, xin ngài hãy bỏ qua cho tôi, lấy ta thử thuốc, mưu sát cướp của, còn công khai, muốn cướp vợ của ta, nếu hôm nay ta không ở đây, có phải, đã dẫn vợ ta, vào phòng tân hôn rồi phải không? Thiên tôn, đây, tất cả đều là bà Bạch, Bạch thần bảo tôi làm, Bạch cái gì, Bạch? Bạch yêu nữ, nhưng đó không phải là điều ngươi muốn sao? Không, không phải, từ hôm nay trở đi, Giang Thành sẽ không còn, Triệu Phương nữa. Và ngươi, ta cũng lười giết ngươi, hãy tự uống thuốc, ngươi tự làm cho mình, bốn vị lão lãnh đạo đã mất, đó là hình phạt đủ cho ngươi, Sở Lan, tôi đã sai, xin hãy cứu tôi, cô nhất định phải cứu tôi, bây giờ lăn khỏi đây, tôi lăn. Cán cân chiến thắng, nghiêng về phía ngươi, luôn thắng thiên nửa ván, sư phụ, đệ tử chỉ là lúc nào cũng mê muội, muốn học cách sống mãi mãi, vì vậy, mới làm ra những việc này, hành động phản nghịch, tôi chỉ còn khoảng mười mấy năm, xin ngài hãy cho tôi. Tôi sẵn lòng hiến ra vạn quan gia tài, ngài có thể tha mạng cho tôi được không? Tiếng gọi sư phụ của ngươi. Đối với ta, là sự sỉ nhục lớn nhất, ta đã mang đồ đến cho ngươi, cầm lấy này, nếu như ngươi không chết, thực sự là trời không thể dung. Vậy, ngươi tự kết liễu mình đi, coi như là lòng tốt của ta, là một chút tình nghĩa cuối cùng, ông tôi không thể chết, ông ấy là cứu tinh của Giang Thành, kiểm soát tất cả, mạch máu kinh tế của Giang Thành. Nếu ông tôi chết, kinh tế Giang Thành, sẽ sụp đổ, nhiều người sẽ phải lang thang mất nhà cửa, cứu tinh, các ngươi cũng xứng, các ngươi chính là khối ước của Giang Thành, hút máu của mọi người, từ hôm nay trở đi, lãnh đạo mới của Giang Thành. Ông ấy đã đến. Tọa Sơn Điêu, đúng vậy. Tọa Sơn Điêu, chính là ta, được chỉ định mới, là người đứng đầu Giang Thành, trong số những người có mặt. Ai có ý kiến, cô Tống, giao Giang Thành cho tôi, cô có thể yên tâm, tôi chắc chắn sẽ quản lý Giang Thành tốt. Một kẻ côn đồ, dựa vào đâu lại là người đứng đầu? Tại sao? Tại sao? Chính là ta, người hiểu thời cuộc là người thông minh, đặt cược đúng ngựa, vì ta là người cao cả. Cung cấp chuông rung trời, cung cấp cho đại nhân, gương thông linh, tìm thấy nữ nhân trong truyền thuyết, ngũ âm, kể cả hôm nay, tất cả tam sách lục lễ, đều do ta, chuẩn bị. Bao gồm cả hòm cho cốt của ông nội ngươi, hòm cho cốt, ta thực sự không ngờ, ta đã vất vả cả đời, gây dựng, nhưng lại bị ngươi, hưởng hết lợi. Tất cả là lỗi của ta, lòng tham không đáy, thiên tôn. Tôi chấp nhận rồi, tôi xứng đáng chết, nhưng, cháu gái của tôi, tất cả là để cứu tôi, vì Tống gia, nhìn xem, ta khi nào nói, là muốn lấy mạng cô ta, Uyên Duyên, tất cả là lỗi của ông đã quá nuông chiều con, chính điều đó đã tạo nên, tính khí ngang bướng của con, không kính trọng người khác, nhớ kỹ. Sau này, con phải biết tôn trọng người khác, trong lòng cần phải có tình yêu, giống như cô Sở, trong tim có tình yêu. Mới có thể, được tin tưởng, mới có thể được, sự yêu ái của trời. Ông ơi! Con không muốn ông mất. Ông ơi, những điều này, đều là, quả báo của chúng ta. Khi chúng ta khinh thường, cuộc sống của người khác, hãy nghĩ đến, sớm muộn, cũng sẽ có ngày này.
bây giờ đã đến lúc ta phải trả giá. Con hãy coi như, ngày đó, không tìm được bậc cao nhân, để cứu ông nội, nếu thời gian có thể quay ngược, trở lại đêm, tuyết lạnh giá, Vạn Sơn ta, nhất định sẽ chọn làm một, hiệp sĩ giang hồ. Ông nội, ông nội, ông nội, ông nội, ông không thể bỏ rơi con được, ông nội, tại các người hãy giết tôi đi cùng ông cho xong, ta đã hứa với ông ta, không giết ngươi, ngươi quên lời ông ngươi rồi à, nhớ lại đi, trong lòng phải luôn đầy ắp tình yêu, từ hôm nay, bắt đầu từ bây giờ, toàn bộ Giang Thành, sẽ do cậu quản lý, nếu có bất công xảy ra, ta sẽ là người đầu tiên, hỏi ngươi, xin yên tâm, bây giờ tôi, đã sẵn sàng, trái tim tôi, đã đầy ắp tình yêu, tôi sẽ biến Giang Thành, thành một thành phố đầy yêu thương, rất tốt, vậy thì ta, rất mong chờ, vợ ơi. Lần trước, đám cưới, đang diễn ra thì, bị sét của Ngũ Thiên Nhân đánh, vậy hôm nay, chúng ta bù vào nhé. Nhưng không đúng. Chờ đã, phần này lần trước, hình như đã làm rồi, vậy thì chúng ta, cứ thẳng tiến, vào phòng tân hôn, xuống dưới đi, có nhiều người lắm, anh ưng vợ mình, anh sợ cái gì chứ, đi, hãy theo anh, vào phòng tân hôn,